chương 3760, Hồng Thiên Bộ đánh với Hầu Thiên Hóa. Chỉ là con khỉ này và Hầu Ca có nguồn gốc sâu xa gì hay không? Hoặc là nói, Việt Triều cùng Hầu Ca có quan hệ gì hay không? a à, hiên viên định quốc lộ ra vẻ kinh ngạc, đột nhiên chỉ một cái. Người xem, Lăng Hàn theo tay hắn nhìn sang, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn thấy được Phong Nhược Tiên, Phong Nhược Tiên tới quan sát cuộc chiến, điểm ấy hoàn toàn không kỳ quái. Nhưng kỳ quái chính là, Nàng lại có thể xuất hiện ở trong trận doanh của yêu tộc. Trước đó, nàng cũng cùng yêu tộc xuống khỏi không hạm. Nữ nhân này không phải mới vừa được Thánh Hoàng Phong làm bá tước sao? Thế nào trong nháy mắt lại cùng yêu tộc lăn lộn với nhau, còn là bộ dạng giao tình không cạn, cùng vị hoàng tử kia yêu tộc vừa nói vừa cười. Con yêu hầu kia khẳng định chính là hoàng tử yêu tộc. Bởi vì hoàng tử yêu tộc tên là Hầu Thiên Hóa, trước vẫn là hầu, nhưng thấy được nhiều người dê, người sói như vậy, cũng có thể đoán được đó chính là một con khỉ. Lăng Hàn không khỏi lộ ra nụ cười lạnh, phong nhược tiên này thật đúng là đóa hoa giao tiếp, trước mê hoặc khiến đám mấy vị hoàng tử trần kinh nghiệp đầu óc choáng váng, hiện tại lại có thể quăng mình vào trong trận doanh yêu tộc. Chỉ có điều, hiện tại người yêu tộc tới không có ý tốt, nữ nhân này còn muốn mọi việc đều thuận lợi, thậm chí đi nhờ yêu tộc cường đại tới đây, bước cờ này. Đi nhầm, Lăng Hàn vẫn cảm thấy phong nhược tiên chỉ là thông minh vật. Nếu không, đối phương thành thật sẽ không cùng hắn xé rách mặt. Làm nữ nhi như phong tử thịnh, nàng nên biết lăng hàn còn có thiên phú trên phương diện đan đạo như vậy đoạn tuyệt quan hệ với lăng hàn nàng không những không có một chút lợi ích nào trái lại bất lợi rất lớn hiện tại cũng vậy nhìn bề ngoài yêu tộc cường đại không gì sánh được người tới thăm chính là một vị hoàng tử khai khiếu cảnh có thể sánh vai cùng thánh hoàng nhưng thời điểm yêu chuột hoành hành phong nhược tiên cũng có mặt ở hiện trường từng tận mắt nhìn thấy uy lực của trần phong viêm bây giờ nàng còn ngang nhiên cùng yêu tộc đi tới người này quá ngu xuẩn có lẽ theo phong nhược tiên nếu hoàng tử yêu tộc người ta cường đại hơn so với con trai của trần phong viêm như vậy hoàng đế yêu tộc cũng sẽ mạnh mẽ hơn trần phong viêm có lẽ phong nhược tiên có thể câu dẫn được loại hoàng tử không có khả năng kế thừa giống như trần kinh nghiệp nhưng đối với những hoàng tử sát đầu giống như trần thái thanh nàng lại thông đồng không nổi bây giờ nàng mới phát hiện ra hoàng tử yêu tộc là mục tiêu tốt nhất của mình lang hàn cũng lười đi suy đoán nguyên nhân trong đó dù sao đường là do tự bản thân phong nhược tiên đi lại có quan hệ gì tới hắn thấy ngũ hoàng tử còn không quỳ xuống trong yêu tộc có một người đầu châu đứng dậy trên đầu hắn có hai cái sừng cực lớn hình thành độ cong khoa trương trong tay hắn có một thanh trường mâu chỉ về phía mọi người trên núi tản ra khí thế đáng sợ đây là một con yêu thú cấp bậc minh văn cảnh yêu tộc quả thực nhân tài đông đúc chỉ là đi theo một hoàng tử đều là thế hệ trẻ nhưng động một chút thì là minh văn cảnh khai khiếu cảnh hiện tại đế đô có bao nhiêu minh văn cảnh Ha ha, lá gan không nhỏ, lại dám bảo chúng ta quỳ xuống. Tam Hoàng tử Trần Văn Hoa cười nhạt, ầm, bản thân hắn cũng phóng ra khí thế, nhất thời khí thế đối đầu với người đầu châu. Lão Nghiu, Hoàng tử yêu tộc Hầu Thiên Hóa nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Người đầu châu lập tức lui xuống, cung kính vô cùng. Ánh mắt Hầu Thiên Hóa đảo qua, nói, không thiên bộ tới chưa, không có người nào trả lời. Hắn chỉ là Hoàng tử yêu tộc, hiện tại hai đại Hoàng triều nghiễm nhiên có khả năng bạo phát quốc chiến trước ai sẽ đi tiếp lời của hắn hồi bẩm điện hạ chắc hẳn là còn chưa tới veo một con chim to từ trên bầu trời hạ rơi đó lại là một người chim không phải là ưng trường không sao hầu thiên hóa hừ một tiếng hồng thiên bộ này lại có thể cao giá hơn so với hắn sao hắn không phát tác mà thản nhiên nói nếu hồng thiên bộ còn chưa tới vậy trước tiên giải quyết một chuyện khác hắn dừng một chút nói tiếp lăng hàn lăn ra cho bản hoàng tử đây lăng hàn sửng sốt a à, tại sao mình lại bị để ý tới vậy? Vòng ánh sáng cửu hận này của hắn quá lợi hại, rõ ràng ngay cả đối mặt còn chưa có, đã đánh tới. Điện hạ, hắn chính là Lăng Hàn, xa nữ chỉ về phía Lăng Hàn, hầu thiên hóa nhìn lại, điềm nhiên nói, lại dám học trộm phương pháp yêu tộc của ta, còn không giao ra cho bản hoàng tử. Ha ha, đi tới chiều ta, còn dám kiêu ngạo. Lục hoàng tử Trần Văn Bân thản nhiên nói, rõ ràng đối phương chính là tồn tại khai khiếu cảnh hắn lại hoàn toàn không có chút sợ hãi nào man tộc mà thôi cũng dám quát tháo thất hoàng tử trần thái thanh cũng xem thường nói từ khí tức của ba gã hoàng tử mà nói thực sự không hổ danh là con trai của trần phong viêm thực sự khí phách phong nhược tiên ngươi là bá tước của triều ta cùng yêu tộc lăn lộn một chỗ lại có ý gì trần văn hoa nhìn về phía phong nhược tiên giọng nói đột nhiên nghiêm lại phong nhược tiên nhất thời khí thế bị đoạt chỉ cảm thấy thân thể như nhũn ra thiếu chút nữa ngã lăn trên mặt đất hầu thiên hóa hử lạnh một tiếng chắn ở trước người phong nhược tiên nói Hồ to gọi nhỏ đối với một nữ nhân đây chính là uy phong của nhân tộc các ngươi trần văn hoa nhìn chầm chằm vào hầu thiên hóa một lát sau mới nói nếu không phải ngươi còn chiến đấu với hồng thiên bộ cô vương liền lập tức trấn áp ngươi ngươi có tin hay là không a à, lời này thật khí phách nhưng trần văn hoa chỉ là minh văn cảnh làm sao có thể là đối thủ của hầu thiên hóa hầu thiên hóa cất tiếng cười to nhân tộc không có bản lĩnh gì khác, công phu khoác lác này lại làm cho bản hoàng tử cảm thấy không bằng. Bất luận là ở phương diện nào, yêu tộc cũng không có cách nào so sánh được với nhân tộc. Một âm thanh vang lên, chỉ thấy một bóng người cũng chậm rãi đi lên đầu núi, y phục màu trắng tung bay, giống như tiên nhân. Hồng thiên bộ, hắn đến đây lúc nào? Hầu thiên hóa lập tức nhìn sang, nhướng mày, nói. Hồng thiên bộ, không sai, hồng thiên bộ gật đầu. Được, bản hoàng tử liền trấn áp người trước, lại đi trấn áp từng người không phục. Hầu Thiên Hóa nói, hắn nhìn chằm chằm vào Hồng Thiên Bộ, Hổ Tứ Hải, Hồng Thiên Bộ cười, con vật cưỡi này ta rất hài lòng, chương 3761, Thất Hoàng Tử ra mặt một. Hầu Thiên Hóa nhất thời nổi giận, các yêu tộc khác cũng lộ ra vẻ giận dữ, đây chính là người con trai thứ tư của Hổ Đại Tướng quân bọn họ, bây giờ bị người bắt tới làm vật cưỡi, bảo bọn họ làm sao có khả năng không giận được. Thật giỏi, Hầu Thiên Hóa giận dữ, ngược lại bình tĩnh, Hắn điềm nhiên nói, ban đầu nhìn ngươi còn có mấy phần thiên phú, muốn thu ngươi làm thủ hạ. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn giết chết ngươi mới được. ầm hoàng tử yêu tộc này xông ra, hai chân bắn ra, tốc độ nhanh kinh người. Tốc độ gấp 4 lần vận tốc âm thanh. Không, không phải chỉ gấp 4, mà là gấp 4,5 lần, thậm chí là 4,7 lần. Tốc độ này quá nhanh, giống như hóa thành một đạo lưu quang. Mãi đến sau khi người của hắn xông qua, mới có tiếng nổ đáng sợ vang lên nhấc lên sóng trùng kích mãnh liệt. Hồng thiên bộ nhảy lên một cái, đã rời khỏi đỉnh núi. Người ở đây quá nhiều, không thể buông tay buông chân ra được. ầm, um, hai người triển khai chiến đấu kịch liệt, người một quyền ta một trường, đều là trực diện đối đầu, không có một chút chỗ nào mưu lợi. Sau khi nhìn mấy chiêu, Lăng Hàn không thể không thừa nhận, Hồng thiên bộ này thật đúng là lợi hại. Rõ ràng chỉ là tam văn, nhưng có thể địch nổi khai khiếu cảnh, quả thực giống như thần thoại đám người yêu tộc cũng hoàn toàn nói không ra lời. Bọn họ vẫn luôn luôn khinh thường nhân tộc, nhưng trước đó có một lăng hàn, chiến đấu vượt cảnh giới giành chiến thắng. Bây giờ còn có một hồng thiên bộ, cũng có thể vượt cảnh giới chiến đấu với hoàng tử của bọn họ. Nhân tộc yếu, đua gì thế, chỉ thường thôi, hồng thiên bộ thản nhiên nói. Trong vòng trăm chiêu là đánh bại được ngươi, bộ lông trên người hầu thiên hóa khí đều dựng lên. Hắn lại là tồn tại khai khiếu cảnh trung kỳ, sao có thể để cho một võ giả tam văn như ngươi sỉ nhục hắn giống to lên, triển khai ra một môn quyền pháp, nhất thời chiến lực tăng vọt. Hồng thiên bộ lại vẫn ung dung, y phục màu trắng tung bay, linh động tuyệt trần. Nhưng trưởng pháp của hắn lại cực kỳ bá đạo, giống như hóa thành búa lớn từ trên trời rơi xuống. Một trường đánh xuống, thiên địa chấn động, lang Hàn cố gắng quan sát. Hắn chỉ thấy trên trường phong của Hồng Thiên Bộ bao phủ một tầng năng lượng màu vàng. Chính là tầng năng lượng sức mạnh vô địch này, tạo áp lực cường đại cho Hầu Thiên Hóa. Uy lực trưởng Pháp này quá lớn, thời điểm vận dụng tới cực hạn, phía sau lưng hồng thiên bộ lại xuất hiện một ảo ảnh cực lớn, chính là một Phật đà mặc áo cà sa thân vàng. Theo một trường của hồng thiên bộ ấn ra, Phật đà cũng đẩy ra một trường, từ trên trời hạ xuống, ánh sáng màu vàng tản ra khắp bầu trời. Cảnh tượng khác thường này quá kinh người, chỉ là mấy chiêu mà thôi, trên người hầu thiên hóa liền có vết máu rịn ra, dáng vẻ cực kỳ thảm khốc. Tất cả mọi người chấn động kinh ngạc đến mức da tóc tê dại. Một cường giả khai khiếu cảnh, lại bị đánh bại như thế. Hồng Thiên bộ quá mạnh mẽ, quá nghịch thiên, yêu nghiệt ép trời, hoàn toàn xứng đáng. ầm, um, Hồng Thiên bộ đánh ra một trường, Hầu Thiên Hóa đã bị đánh bay ra ngoài, một đường đụng gãy vô số cây cối. Khi bay tới đỉnh núi, bịch một cái, hắn ngã ở trước mặt đám yêu thú. Đám người yêu tộc hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn nói không ra lời. Bị bại không tìm được một chút lý do nào, còn bại bởi Minh Văn Cảnh, còn có thể nói cái gì? Hầu Thiên Hóa cũng không bị thương quá nặng, da thịt yêu tộc dày. Khí lực của hắn đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng thất bại chính là thất bại, hắn còn không có ra mặt dày lại xông lên chiến đấu. "Ta thua." Hắn cắn răng nói, nghe được câu này, đám yêu tộc đều đau lòng một hồi. Hoàng tử của bọn họ lại bại bởi một nhân tộc, quá mất mặt. Gương mặt phong nhược tiên lại biến hóa, trắng bệch đến kinh người. Điều này so với sự dự đoán của nàng cũng chênh lệch quá xa. Theo nàng nghĩ, chắc là hầu thiên hóa sẽ lấy thế bẻ gãy nhìn nát đạt được thắng lợi, lấy sức một người áp chế Huyền Bắc quốc chờ sau khi huyền bắc quốc quy hàng nàng dựa vào mối quan hệ này với hầu thiên hóa hoàn toàn có thể lăn lộn rất tốt dù sao hiện tại cái danh nữ bá tước của nàng chỉ là có tiếng mà không có miếng lại không có một chút thực quyền nào nhưng còn bây giờ thì sao hầu thiên hóa đừng nói là quét ngang huyền bắc quốc cho dù là hồng thiên bộ chỉ là minh văn cảnh cũng không có thể đánh bại thu lấy một kết cục thất bại thảm hại hiển nhiên tiếp theo hầu thiên hóa cũng chỉ có thể xám xịt quay về việt triều vậy nàng thì làm sao bây giờ Lưu lại, chắc hẳn sẽ bị vạn người phỉ nhổ. A, à, lão tử nhà ngươi vì bảo vệ hổ cứ thành mà chết theo thành. Nhưng ngươi làm nữ nhi lại có thể cùng yêu tộc câu kết làm bậy, có ai sẽ coi trọng? Nhưng nàng vội vàng dựa vào như vậy, không phải là tính sai thời gian sao? Nếu không chờ tới lúc mọi người qua ôm, giá trị của nàng sẽ giảm đi nhiều. Ai có thể nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới? Tất nhiên không ai đồng tình với nàng, hoàn toàn là tự mình rước lấy. Đi hầu thiên hóa gầm khẽ một tiếng nhảy lên không hạm hắn làm gì còn có mặt mũi đợi tiếp nữa đám yêu tộc cũng leo lên không hạm phong nhược tiên lại vạn phần xấu hổ nàng lên hay không lên không hạm chậm rãi phóng lên trên không trung sau đó rời về phía xa không trở về đế đô nữa mà trực tiếp rời khỏi huyền bắc quốc phong nhược tiên cuối cùng không đi cùng nàng là một nhân tộc nếu như một mình đi tới lãnh địa của yêu thú vậy có thể có kết quả gì tốt không ai liếc mắt nhìn nàng thêm một cái nữ nhân này đã kết thúc hồng thiên bộ đi trở về đỉnh núi nhất thời có rất nhiều người ném tới ánh mắt kính sợ đây chính là một vị cường giả nắm giữ tu vi khai khiếu cảnh so với hồng thái sư dương bách còn cường đại hơn chí ít cũng có thể xưng là cao thủ đứng thứ hai của huyền bắc quốc chúc mừng uy vũ nâng cao uy phong của quốc gia ta khí phách mọi người đều tán thưởng hiện tại cho dù lại là lời lẽ khoa trương hơn nữa cũng không có ai sẽ cảm thấy buồn nôn hồng thiên bộ lại hờ hững nhìn về phía lăng hàn mở miệng nói ngươi dường như thật sự nợ hồng ra một món đồ a à, lăng hàn cũng lộ ra biểu tình thản nhiên ta tại sao không có ấn tượng đó là hồ lô bên hông ngươi hồng thiên bộ nói không ai có thể thiếu đồ của hồng ra ta ngươi không được ai cũng không được lăng hàn cười to lần đầu tiên thấy có người mạnh mẽ cướp đồ còn nói ra lời lẽ hào hùng như vậy hồng thiên bộ không có để ý đi nhanh tới ép về phía lăng hàn chương 3762, thất hoàng tử ra mặt hai Hắn vừa chiến thắng hoàng tử yêu tộc, uy lực hoàn toàn là người ngăn giết người, Phật cản giết Phật, ai dám ngăn cản hắn. Nhưng vẫn thật sự có người đứng ra, thất hoàng tử, Trần Thái Thanh, Hồng Thiên Bộ, người quá đáng rồi. Hắn thản nhiên nói, thất hoàng tử, Hồng Thiên Bộ chắp tay, xem như là đáp lễ, vẫn mong tránh ra. Cô vương mấy năm gần đây vẫn nghe nói tới tên của ngươi, hình như có tư thế vượt qua cả phụ hoàng, Trần Thái Thanh thản nhiên nói, Hồng Thiên Bộ lắc đầu, không dám sánh vai với bệ hạ, a à, đó chính là dưới phụ hoàng, người đã người đứng đầu. Trần Thái Thanh lại theo một câu, lời này lại có hai ý nghĩa, nếu như Hồng Thiên Bộ trả lời khẳng định, vậy coi như là khiêu chiến về phía tất cả cường giả huyền Bắc Quốc. Ngoại trừ Thánh Hoàng ta là lớn nhất, chỉ cần Hồng Thiên Bộ khiêm tốn một chút, vậy danh vọng hắn vừa mới xây dựng ra, nhất định sẽ giảm bớt nhiều. Hai mắt Hồng Thiên Bộ nhìn về phía Trần Thái Thanh, sau đó mới nói ngoại trừ bệ hạ ra ta thật sự còn không có phát hiện ai có thể địch nổi ta a à, hắn thật đúng là dám nói trần văn hoa trần văn bân đều cười nhìn bọn họ dường như hòa khí nhưng hiển nhiên đã bị kích thích ngạo ý trần thái thanh cười ha ha nói vậy liền để cho cô vương tới lĩnh giáo một chút mời hồng thiên bộ đưa tay ra mời trần thái thanh rất tùy ý giơ một trưởng lên đánh về phía hồng thiên bộ vù trưởng phong gào thét kinh lực năng lượng đặc biệt màu lửa đỏ quấn vòng quanh, hóa thành thực chất, bốc cháy lên hừng hực. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, mọi người đều chấn động kinh ngạc. Một trường đánh ra, hóa thành kinh lực kích thước bằng tòa nhà cũng đủ kinh người, còn bốc cháy lên hừng hực. Cảnh tượng này càng kinh người hơn, hồng thiên bộ đều kinh ngạc. Hắn vừa giơ tay lên đón đánh, vừa nói, hóa ra thất điện hạ đã sớm bước vào khai khiếu cảnh. a à, thất hoàng tử đúng là khai khiếu cảnh, không so được với đại ca nhị ca bọn họ trần thái thanh thản nhiên nói cô vương là mới đột phá 4 năm trước thiên tư đần độn dựa vào đều bước vào khai khiếu cảnh còn thiên tư đần độn vậy đám người bốn đại soái hồng thái sư bọn họ không phải là đồ ngu sao trên mặt trần văn hoa trần văn bân đều hiện lên một vẻ kinh ngạc dường như bọn họ cũng không ngờ rằng lão thất lại có thể bước vào khai khiếu cảnh ầm um, hai đại cường giả va chạm vào nhau một cái dâng lên năng lượng hình dạng cây nấm bay về phía bầu trời qua một chiêu này đúng là chẳng phân biệt được cao thấp hồng thiên bộ thật mạnh trần thái thanh gật đầu yêu nhiệt ép trời quả nhiên danh bất hư truyền điện hạ mới là thâm tàng bất lộ hồng thiên bộ cười nói vừa triển khai tấn công trước trần thái thanh đánh trả hoàn toàn không tỏ ra yếu kém cũng hoàn toàn không rơi xuống hạ phong nhưng rất nhanh hồng thiên bộ liền đánh ra tuyệt chiêu đánh bại hầu thiên hóa trước đó phật đà kim thân lại hiện ra năng lượng màu vàng di chuyển đánh về phía trần thái thanh Hai mắt Trần Thái Thanh bất chợt chiếu sáng, veo, bắn ra hai luồn ánh sáng rực rỡ. Phụt, phụt, Phật Đà Kim thân này nhất thời bị đánh tan. À, mọi người thấy vậy đều líu lưỡi. Vừa rồi, Hồng Thiên Bộ lấy chiêu này đánh bại Hoàng tử yêu tộc. Nhưng Trần Thái Thanh lại dễ dàng phá giải. Điều này nói rõ cái gì? Trần Thái Thanh còn muốn mạnh mẽ hơn so với Hoàng tử yêu tộc. Nhất thời, tất cả mọi người hưng phấn. Ai nói nhân tộc yếu hơn yêu tộc? Người xem, đồng dạng là Hoàng tử. Trần Thái Thanh mạnh hơn. Lấy loại này suy diễn ra, nhất định là Thánh hoàng còn mạnh hơn Yêu hoàng. Hồng Thiên Bộ không tiếp tục công kích, mà gật đầu, nói: "Hóa ra niệm lực của Thất Điện Hạ đúng là đạt tới cấp bậc Ngũ tinh." "Niệm lực cấp bậc Ngũ tinh sao? A, à, niệm lực không phải là chia là sơ cấp, trung cấp và cao cấp sao? Thế nào lại chạy ra một cấp bậc Ngũ tinh?" Trần Thái Thanh lại cười, nói: Người cũng không sai, đạt tới tứ tinh." Hồng Thiên Bộ suy nghĩ một chút, nói: xem như nể mặt điện hạ, hôm nay ta liền không tìm hắn gây phiền phức. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Hồng Thiên Bộ rời đi, nhưng chỉ nói là ngày hôm nay không tìm Lăng Hàn gây phiền phức, cũng không hứa hẹn sau này vĩnh viễn không tìm Lăng Hàn gây phiền phức. Mắt Lăng Hàn dõi theo bóng dáng Hồng Thiên Bộ biến mất, trong lòng nghẹn một hơi thở. Dưỡng nguyên hồ lô là do hắn phát hiện, là hắn hái. Có quan hệ gì với Hồng Gia? Hiện tại Hồng Thiên Bộ rõ ràng là đang cướp giật bảo vật của hắn, vẫn còn bày ra bộ dạng lăng hàn thiếu nợ hắn điều này khiến cho lăng hàn có thể không tức giận sao hắn biết hồng thiên bộ có thể bá đạo như vậy là bởi vì hắn đủ cường đại hiện tại toàn bộ huyền bắc quốc người có thể thắng dễ dàng hồng thiên bộ chắc hẳn cũng chỉ có một trần phong viêm những người khác cho dù là thất hoàng tử v v nhiều lắm cũng chỉ có thể cùng hắn chống đỡ được mà thôi điều này làm cho lăng hàn tức giận đồng thời cũng phát ra động lực cường đại hắn phải đột phá hắn vốn đi tới đấu trường dưới lòng đất chính là định ở trong cuộc chiến sinh tử hoàn thành tích lũy tam biến nhưng dưới trời xuôi đất khiến hắn lại cùng yêu tộc đánh liền bốn trận hai trận đầu có thể nói là thắng được rất nhẹ nhàng nhưng hai trận sau cũng không đúng có thể nói vẫn để cho hắn nhận được rèn luyện vô cùng tốt hắn tin tưởng trở lại bế quan hai ngày sau khi xoa dịu cảnh giới một chút có thể đột phá cảm ơn điện hạ lăng hàn nói với trần thái thanh vừa rồi nếu không nhờ thất hoàng tử đứng ra hắn khẳng định không bảo vệ nổi dưỡng nguyên hồ lô trần thái thanh gật đầu nói nếu có gì khó khăn liền tới thất hoàng phủ tìm cô vương tuy rằng cô vương không phải vẫn luôn ở đó nhưng tin tưởng hồng thiên bộ cũng không dám xông vào lang hàn lại một lần nữa nói lời cảm ơn không người nào để ý tới phong nhược tiên tất cả đều nhanh chóng rời đi nữ nhân này nhất định sống sót cũng không khác gì với chết danh tiếng đã thối đến mức không thể lại thối hơn sau khi trở lại học viện Lăng Hàn lập tức bế quan. Ban đêm, Hồng Phủ, thất hoàng tử này không đơn giản. Hồng Thiên Bộ thản nhiên nói, ngồi ở phía đối diện với hắn, chính là gia gia của hắn Hồng Thái Sư. Người của Trần Gia thật sự yêu nghiệt như vậy sao? Hồng Thái Sư nhíu mày, vốn tưởng rằng người bước vào minh văn cảnh, nắm giữ chiến lực của khai khiếu cảnh, đã đủ để quét ngang huyền Bắc Quốc. Không nghĩ tới Trần Phong Viêm lại có thể vô thanh vô tức lại bước vào sinh đan cảnh. mươi 3763, áp lực cực lớn, động lực 10 phần. Đúng rồi, thiên bộ, sinh đan cảnh rốt cuộc là cảnh giới gì? Hồng Thái Sư hỏi, trên thực tế hắn đối với tu vi ngoài khai khiếu cảnh, hoàn toàn không biết gì. Hồng Thiên Bộ hơi trầm ngâm, nói, trên khai khiếu là tầm bí cảnh, cái này được gọi là đỉnh phàm cảnh. Từ tầm bí đi lên, sẽ nhảy tiên môn, nếu có thể phóng qua, trình độ sinh mạng sẽ có biến hoa đến nghiêng trời lệch đất. Do đó, bước vào tiên đồ, hắn dừng một chút, nói, ta không biết sinh đan cảnh cụ thể là cảnh giới gì. Nhưng bệ hạ hiển nhiên đã bước vào tiên đồ, tiên đồ, trong lòng hồng thái sư run lên, từ điền tịch cổ đại có thể thấy, bọn họ tu luyện chính là vì leo lên tiên đạo. Cho dù là khai khiếu, tầm bí cảnh lại chỉ có thể xem là phàm cảnh. Sau khi phóng qua tiên môn, mới có thể chân chính bước vào tiên đồ. Nói cách khác, Trần Phong Viêm đã là tiên nhân, tuy rằng rất có khả năng là tiên nhân yếu nhất, nhưng so với những người phàm tục bọn họ mà nói, không biết phải vượt qua gấp bao nhiêu lần. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc đầu Trần Phong Viêm đi từng bước một đạp lên không trung. Cảnh tượng này khiến cho người ta chấn động tới mức nào. Trần Phong Viêm đã không phải là người phàm mà là tiên. Thiên bộ, vậy chúng ta vẫn nên thành thật đi." Hồng Thái sư nói, "Không chỉ Trần Phong Viêm, cho dù là một Trần Thái Thanh cũng có thể chống lại ngươi." Nói không chừng những hoàng tử khác cũng có thực lực như vậy. Hồng Thiên Bộ lại tràn đầy tự tin, nói bệ hạ tạm thời để qua một bên. Chỉ có điều, Trần Thái Thanh lần này ra tay, trái lại khiến cho trong lòng ta chấn tĩnh. Mấy hoàng tử này vốn rất biết cách che nấp, căn bản không biết bọn họ có thực lực gì. Nhưng ngày hôm nay sau khi hắn cùng ta giao thủ, ta lại có phần nắm chắc. Hồng Thiên Bộ mỉm cười, tuy rằng hiện tại hắn có thể chống lại ta, nhưng nếu như ta lấy ra hết những con át chủ bài, thắng hắn thậm chí giết hắn cũng không khó. Đừng quên, Trần Thái Thanh chỉ ít 90 tuổi. Chiến lược cũng chỉ sắp xỉ ta, không cần nửa năm, ta nhất định có thể nghiền ép hắn. Có thể làm cho ta e ngại, cũng chỉ có một mình bệ hạ. Trước khi còn không có phóng qua tiên môn, ta tất nhiên vẫn là quốc dân của Huyền Bắc quốc. Hồng thái sư chậm rãi gật đầu, người cháu này quá yêu nghiệt, đã sớm vượt ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Nếu như Hồng Thiên Bộ đáp ứng trước khi nhảy vào tiên môn sẽ quy củ, hắn tất nhiên thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bọn họ là cột vào trên một cái thuyền, về phần Lăng Hàn kia phải chết, phủ của thất hoàng tử, chủ thượng, không nghĩ tới hồng thiên bộ kia lại có thể mạnh như vậy. Một lão nhân nhìn qua hơn 60 tuổi nói, leo lý 60 tuổi cũng không tính là già, nhưng tóc hắn lại sám trắng, có vẻ có chút già cả. Trần Thái Thanh dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, yêu nghiệt ép trời, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ có điều, chỉ cần phụ hoàng còn, mặc cho ngươi là thiên tài thế nào, yêu tài ra sao, đều chỉ có kết cục ngoan ngoãn làm sâu. Đúng vậy. Thánh Hoàng Bệ Hạ đã là sinh đan cảnh, phóng qua tiên môn, thoát khỏi phàm trần. Lão nhân nói nịnh, ngược lại là lăng hàn kia, Trần Thái Thanh nhíu mày, có một loại cảm giác không thể khống chế, tiểu tử hoán huyết cảnh kia sao? Lão nhân có chút không thể tưởng tượng nổi, chủ thượng lại có thể sẽ đánh giá cao đối với một tiểu tử hoán huyết cảnh như vậy. Ha ha, Phụ Hoàng đối với Hồng Thiên Bộ cũng chỉ đánh giá là nhân tài mà thôi. Trần Thái Thanh cười nói, nhưng Phụ Hoàng lại có ít nhất ba lần nhắc tới lăng hàn, lời nói đủ tán thưởng lão nhân không khỏi líu lưỡi thánh hoàng bệ hạ cuối cùng lại coi trọng một hoán huyết cảnh như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi trần thái thanh mỉm cười cái này lăng hàn ở trên đan đạo có thiên phú kinh người cô vương nhất định phải thu hắn về dưới trướng có thể được người giống như vậy trợ giúp đại nghiệp của cô vương có thể thành công lão nhân càng chấn động kinh ngạc hắn không nghĩ tới đánh giá của trần thái thanh đối với lăng hàn còn cao hơn nữa hắn không giải thích được tên tiểu tử kia đến cùng có chỗ nào xuất sắc lang hàn ngồi ba ngày ba đêm cuối cùng cảm thấy đã đánh ra cơ sở đủ vững chắc có lẽ còn có một chút chưa đủ điều này có thể lưu đến thời điểm ngũ biến đỉnh phong sẽ trở lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh từ đầu chỉ cần không vội đột phá cảnh giới lớn là được hắn bắt đầu trùng kích tứ biến bởi vì đột phá tam biến cũng không tiêu hao chu quả hắn lấy ra chu quả liền bắt đầu ăn ầm ừ, trong thân thể hắn phát sinh biến hóa kịch liệt đây là trình độ sinh mạng đang tiến hành nâng cao nhanh chóng và mãnh liệt. Từng quả chu quả giảm xuống, máu của Lăng Hàn cũng từ màu trắng bạc chuyển biến về phía màu vàng. Đây là biến hóa trực quan nhất, trên thực chất là do trình độ sinh mạng nâng cao mang đến. Một ngày một đêm sau, biến hóa kịch liệt ngừng lại. Tứ biến, Lăng Hàn thở hắt ra một hơi, nhưng lập tức cảm thấy được cái đói mãnh liệt kéo tới. Đói đói đói, tay hắn lấy ra thịt yêu thú, giao cho tiểu thị nữ đi xử lý. Chỉ chốc lát, Hoán tuyết lại chuẩn bị cho hắn một bàn thức ăn tràn đầy. Lăng Hàn ăn như hổ đói, con heo nhỏ háo sắc cũng nhảy lên bàn, không khách khí chút nào cùng hắn cướp thức ăn. Cùng một con heo cướp thức ăn, có chút hạ giá, Lăng Hàn thở dài, nghĩ đến còn có thể xem heo béo làm tấm lá chắn, vậy đành nhịn một chút. Có hai gia hỏa ăn hàng, một bàn thức ăn rất nhanh lại bị tiêu diệt sạch sẽ. Lăng Hàn nhìn con heo háo sắc với cái bụng tròn vo, không khỏi hiếu kỳ. Thời gian vừa rồi không có bạc đãi ngươi trên phương diện ăn uống, thế nào mấy tháng trôi qua, ngươi vẫn không có lớn lên một chút nào vậy. Heo háo sắc nhìn với hắn hừ hừ, bộ dạng cao ngạo. lang Hàn mang theo nó. Trước đó, thời điểm những yêu tộc tới, thật sự nên lấy ngươi ra, đưa về nơi cần về, đỡ phải lãng phí lương thực của ta. Heo háo sắc nhìn hắn lắc lắc đuôi ngắn, hoàn toàn không để ý chút nào, ra mặt dày muốn chết. Sau khi ăn xong, Lăng Hàn nghỉ ngơi thật tốt một chút, Sáng sớm ngày hôm sau, Lang Hàn theo thường lệ thức dậy trước khi mặt trời mọc, sau đó bắt đầu tu luyện, hấp thu lực lượng thiên địa, đẩy mạnh tu vi của mình. Hồng Thiên Bộ hai lần ra tay, lần đầu tiên dễ dàng đánh bại Hổ Tứ Hải, lần thứ hai lại là đánh bại hoàng tử yêu tộc Khai Khiếu Cảnh, cho thấy thực lực tuyệt mạnh, cũng cho Lang Hàn áp lực cực lớn. Chương 3764, di tích cổ Hằng Nguyệt. Đối thủ như vậy, Lang Hàn cũng không cho rằng mình có thể nhảy qua một cảnh giới lớn giành được chiến thắng. Tối thiểu cũng phải ở trong một cảnh giới lớn, yếu hơn một hai cảnh giới nhỏ, Lăng Hàn còn tự tin không sợ. Nhưng Hồng Thiên Bộ đã là Tam văn, so với hắn cao hơn tròn hai cảnh giới lớn, điều này cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu bảo quả mới có khả năng cứu vãn. Lăng Hàn cảm thấy không thể tiếp tục ở lại Đế Đô. Tuy rằng ở đây có thể mua được rất nhiều tài nguyên tu luyện, quả thực có thể tăng nhanh tốc độ tu hành, nhưng thiếu thiên tài địa bảo thật sự. Ví dụ như vạn độc nguyên, cái này mua được sao? Hồng Thiên bộ rõ ràng là tôn tử của Hồng Thái sư, trong túi thiếu tiền sao? Nhưng hắn lại vẫn ở bên ngoài thám hiểm, tìm kiếm cơ duyên, lúc này mới có thể khiến cho hắn ở thời điểm 24 tuổi lại nắm giữ tu vi Tam văn. Hiện tại thế giới này có số lượng lớn di tích cổ chôn sâu, chờ đợi lại xuất hiện dưới ánh mặt trời. Mà trong điều này lại cất giấu bao nhiêu cơ duyên, hơn nữa Lăng Hàn lại biết có hai di tích cổ như vậy. Chỉ là lấy tu vi của hắn bây giờ không có cách nào đi vào được hắn sử dụng quang não điều tra tư liệu thậm chí treo giải thưởng thu thập tư liệu di tích cổ do đó tìm được một địa phương thích hợp cho tu vi của hắn hiện tại đi vào thật sự có người trả lời hắn hơn nữa không chỉ có một vô niệm cốc nơi đó có địa chỉ cũ của một đại giáo hiện nay chỉ khai phá ra lối vào và một bộ phận khu vực nhỏ gần đó đã từng có người tu vi cực cốt cảnh đỉnh phong sông vào nhưng không đi được mấy bước liền bị cấm chế giết chết ngay cả một khối thi thể hoàn chỉnh cũng không có thể tìm được cái này không được, thánh hỏa mộ, cũng không biết là mộ phần thật sự, hay là trong nghĩa địa của thế lực cổ đại. Nơi này có cơ quan thú, kim cương đại soái đã từng xông qua, kết quả bị cơ quan thú đầu tiên đánh cho thổ huyết, không thể không rời khỏi đó. Lăng hàn gãi gãi đầu, cái này cũng không được, còn có bạch diễm hạp, bách luyện cung, ngân quang điện. Địa phương thực sự không ít, cũng không có một nơi nào thích hợp với lăng hàn. Bởi vì những nơi dễ dàng xông vào, đã sớm bị khai phá hết còn lại đều xương cứng. Đừng nói lăng hàn, chính là hồng thiên bộ cũng cần thử hết lần này tới lần khác, tiêu tốn mấy tháng thậm chí thời gian một năm mới có khả năng lục soát được một tòa di tích cổ. Đây là những nơi tương xứng với thực lực của hắn, có vài di tích cổ hắn đi vào cũng chỉ có kết cục bị chết ngay lập tức. Hồng thiên bộ học trận pháp, chính là vì thăm dò di tích cổ. Trước hết nắm giữ lôi quang quyền đã, lăng hàn bắt đầu luyện quyền, ở phương diện này, hắn có ngộ tính không người nào có thể so sánh được chỉ nửa ngày mà thôi, bộ quyền pháp này cũng đã bị hắn nắm giữ thuần thục. Luận về lực phá hoại, lôi quang quyền thúc ngựa cũng kém hơn so với yêu hầu quyền, nhưng thắng ở phần tốc độ nhanh. Ở trong cảnh giới này của ta, có thể đưa đến tác dụng rất tốt. Lăng Hàn gật đầu, trong lòng càng dự đoán được một môn linh đồ hệ lôi, có thể khai thông năng lượng hệ lôi cấp độ cao, nâng cao thêm một bước uy năng của lôi quang quyền. Hắn khai thông năng lượng kim loại quấn ở trên nắm tay, không phải không thể kích phát lôi quang quyền, nhưng uy lực còn xa mới lớn giống như trong sự tưởng tượng nếu gọi là lôi quang quyền mà không phải kim quang quyền tất nhiên là có đạo lý sao trên quang não truyền đến tin tức lang hàn mở ra nhìn chỉ thấy lại có người trả lời vấn đề hắn treo giải thưởng nhưng lần này là nội dung mới nói gần đây phát hiện một di tích cổ mới thích hợp cho cao thủ cực cốt cảnh xông vào trong lòng lang hàn thoáng động sau khi hắn gửi tiền qua đối phương cũng gửi lại tư liệu tỉ mỉ về cái di tích cổ này Thời điểm di tích cổ này được phát hiện quả thực rất mới. Cũng chính là nửa tháng trước, ban đầu chắc hẳn đã sớm dâng lên chấn động, nhưng trước đó có cuộc so tài săn bắn, lại có hoàng tử yêu tộc vào đế đô, liền ảnh hưởng tới sự kiện di tích cổ. Dù sao thường xuyên lại có di tích cổ tình mới được lộ ra. Điều này thật sự không tính là quá mức mới mẻ. Trước đây, di tích cổ này chắc hẳn là thuộc về một đại giáo, nhưng bây giờ lại thành quỷ địa không có một bóng người. Nhưng có người nói sinh trưởng rất nhiều thực vật rất có khả năng còn có tồn tại bảo thụ điều này rất dễ dàng tưởng tượng một thế lực lớn thế nào cũng sẽ chiếm được vài cọng bảo thụ để bồi dưỡng đệ tử trong giáo ví dụ như hoàng thất lại ví dụ như bốn đại soái v v lang hàn cũng không tin bọn họ không có bảo thụ chỉ là kết quả tuyệt đối không thể lấy ra bán là được cái đại giáo này gọi là hàng nguyệt giáo bởi vậy cái di tích cổ này cũng được gọi là di tích cổ hàng nguyệt đã có rất nhiều người nhận được tin tức cũng có không ít người cực cốt cảnh đã đi qua tới chỗ di tích cổ này, tranh thủ tiến vào nơi nào trước tiên, như vậy thu hoạch sẽ lớn nhất. Lăng Hàn cũng dự định ra đi, hắn muốn đột biến ngũ biến, nhất định phải nhận được bảo quả sinh mạng. Thứ này chắc chắn sẽ không có người nào thật sự muốn bán ra. Chắc hẳn cũng sẽ bị nhóm thế lực bốn đại soái lập tức chặn xuống. Đi mạo hiểm nói, tất nhiên không tiện dẫn theo tiểu thị nữ. Chỉ có điều heo háo sắc có thể đưa đến chút tác dụng. Lăng Hàn liền mang theo con heo béo nhỏ đi cùng. Ngày hôm sau, Lăng Hàn lại xuất phát ra đi, con heo háo sắc tuy rằng không tình nguyện, nhưng nó làm sao có sức địch nổi Lăng Hàn, liên tục phát ra tiếng kêu giống như lợn bị chọc tiết. Nhưng nó vẫn bị Lăng Hàn mang theo, đi nhanh, Lăng Hàn triển khai thân pháp, bây giờ hắn có được tốc độ gấp 2 lần vận tốc âm thanh, so xe gì cũng phải nhanh hơn. Trước đây có thời gian, hắn an vị trên xe, dù sao còn có thể tham mộ trận đạo, nghiên cứu võ học. Hiện tại không có thời gian, vậy cũng chỉ có thể vận dụng hai cái đùi của hắn sau này, nếu có thể lấy được một loại pháp khí bay thì tốt rồi. Lăng Hàn thầm nghĩ, chạy như vậy sẽ có gánh nặng rất lớn đối với hắn. Hắn chỉ có thể duy trì ở dưới trạng thái nhanh chóng này khoảng chừng một canh giờ. Toàn thân hắn lại nóng bừng, da đỏ lên, có thể nhìn thấy được có hơi nóng cuồn cuộn bốc lên, giống như hấp chín. Trường 3765, Hồng Thái Sâm. Hắn dừng lại, lấy ra mật ong tím vàng bôi ở trên người. Cái này vừa có thể bỏ vào miệng ăn, còn có thể bôi ở bên ngoài, đặc biệt sau khi vận động cực kỳ lớn, sẽ có hiệu quả hấp thu tốt nhất. Đây là một loại thu luyện, sau hơn nửa canh giờ, Lăng Hàn ngừng lại, thân thể đã khôi phục, mật ong tím vàng cũng tiêu hao hết. Heo háo sắc chừng mắt đối với hắn, lại có thể cởi trần ở ngay trước mặt nó, quá vô sỉ. Lăng Hàn cười ha ha, bắt lấy heo háo sắc, lại chạy vội. Lại qua một giờ sau, hắn mới ngừng lại, tiếp tục khôi phục thêm luyện thể. Liên tục ba lần sau, hắn cuối cùng cảm thấy vô cùng nguyệt nhọc, liền tiến vào trong dưỡng nguyên hồ lô. Lại như vậy, bốn ngày sau, hắn đi tới di tích cổ Hằng Nguyệt. Di tích cổ Hằng Nguyệt nằm ở vị trí trong núi. Hình như, ở trong một văn minh, thế lực tu luyện đều thích xây dựng tổng bộ ở trên núi, giống như có thể hấp thu linh khí ở trong núi. Ban đầu, di tích cổ này chôn sâu ở dưới mặt đất, nhưng gần trăm năm qua địa chấn không ngừng, vỏ quả đất hoạt động kịch liệt liền khiến cho rất nhiều di tích cổ phủ đầy bụi lại xuất hiện dưới ánh mặt trời. Hiện tại cuối cùng cũng đến lượt di tích cổ này. Hiện tại đây chỉ là lộ ra một góc, vừa vặn là chỗ cửa núi, từ bên ngoài nhìn vào, đường đi vào vô cùng rộng, có thể để cho mấy chiếc xe lớn chạy song song. Lăng Hàn đi tới dưới Sơn Môn, đây là một cổng vòm do tảng đá tạo thành, trên đỉnh viết ba chữ Hằng Nguyệt Giáo. Hắn thoáng dừng lại một chút, sau đó đi nhanh tới, đi qua Sơn Môn. A, à, Lăng Hàn phát lên một cảm giác kỳ quái, dường như sau khi đạp vào Sơn Môn hắn liền tiến vào một không gian khác. Hắn lại nhìn lên trên núi, không khỏi kinh ngạc, bởi vì đỉnh núi vốn có thể thấy rõ, hiện tại đã là một mảnh mơ hồ, thật giống như xa ở tận chân trời. Hình như khoảng cách này thoáng cái được phóng đại gấp mấy trăm ngàn lần. Trận pháp sao, lang hàn gật đầu, nếu không có trận pháp bảo vệ, cái di tích cổ này chôn ở dưới đất nhiều năm như vậy, làm sao có thể còn duy trì được sự hoàn hảo như vậy. Nhìn xung quanh một chút, cây xanh, bóng mát, nếu như bị ép tới thành thật, làm sao có thể sống sót được. Hắn sờ chiếc vòng màu tím trên cổ, lại thầm nghĩ tới ngộ tính trận đạo của mình. Cho dù là trận pháp cấp tông sư chắc hẳn cũng không khó phá giải. Chỉ có điều, trận sư hiện tại phân ra sơ, chung, cao cùng với cấp tông sư, đặt ở trên một văn minh, chắc hẳn không phải phân bố như thế. Hơn nữa, giới hạn cao nhất của trận đạo cao hơn rất nhiều. Chỉ là từ khai khiếu cảnh đi lên, chỉ ít còn có hai cảnh giới tầm bí và sinh đan có lẽ trong hai cảnh giới còn có nhiều cảnh giới hơn có lẽ sinh đan cảnh cũng không phải giới hạn cuối nếu không trần phong viêm còn cần phải luôn luôn bế quan sao hắn đi về phía trên núi theo hắn từng bước đi lên thị lực lại càng lúc càng bị hạn chế chỉ có thể nhìn được khoảng trăm trượng phía trước điều này đặt ở trên thân của người bình thường thật ra không có gì dù sao sau khi đến khoảng cách này ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ nhưng đối với lăng hàn mà nói điều này cũng không thể tiếp nhận bởi vì nếu ngoài trăm trưởng có cao thủ đột nhiên chạy tới, vậy trong nháy mắt có thể xuất hiện ở trước mặt hắn. Đặc biệt là Minh Văn Cảnh, có thể đạt được tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh, thông qua khoảng cách trăm trưởng cần bao nhiêu thời gian. Chắc khoảng 0,3 giây. Thật may chính là, Minh Văn Cảnh của huyền Bắc Quốc dù sao cũng có mấy người như vậy, không thể bởi vì Hồng Thiên bộ bước vào Minh Văn Cảnh, yêu tộc lại xuất hiện vài người, liền cho rằng con đường Minh Văn Cảnh thối nát. Đường núi rất dài, hai bên cây cối cũng không có gì ly kỳ cũng không phải là bảo thụ gì đó. Sau khi đi khoảng gần 20 phút, cảnh vật hai bên đường núi cuối cùng biến hóa. Vốn đều là cây cối, hiện tại lại có thêm rất nhiều kiến trúc. Những kiến trúc này đều là nhà nhỏ trệt, có khi là tảng đá chất lên, có khi lại từ gỗ làm ra. Năm đó ở đây có thể là nơi đệ tử hàng nguyệt giáo ở. Nhưng ở chỗ này, chắc hẳn là đệ tử cấp bậc bình thường. lang Hàn vừa dâng lên ý nghĩ có nên đi vào nhìn hay không, liền nhìn thấy có ba người từ trong một gian phòng nhỏ bằng phẳng đi tới. Bọn họ đều lắc đầu, lúc nhìn thấy được Lăng Hàn, chẳng ai lộ ra hung quang. Những người thám hiểm khác, Lăng Hàn không có hứng thú mở ra cuộc chiến đấu vô vị. Hắn liền nhìn về phía ba người mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước. Thôi đi, đây đều là nơi ở của đệ tử bình thường, chắc hẳn là không có thứ gì tốt. Hơn nữa hắn đến chậm hơn lâu như vậy, thứ tốt chắc hẳn đều bị người khác nhặt hết. Lại chờ sau khi hai mười mấy phút, kiến trúc hai bên dần dần ít đi, nhưng chất lượng lại cao hơn xuất hiện tiểu lâu đình viện hai tầng ba tầng nơi ở của đệ tử cao giai trong lòng hắn thoáng động mang theo con mèo béo rời khỏi quỹ đạo của đường lớn bước đi về phía những kiến trúc này những kiến trúc này cũng không có trận pháp bảo vệ lăng hàn dễ dàng leo tường vào đây là một kiến trúc hai tầng còn kèm theo một đình viện chỉ có điều cái đình viện này đã sớm hoang phế ngay cả hồ nước cũng khô cạn lăng hàn ở trong phòng dạo qua một vòng phát hiện ở đây vô cùng đống hỗn độn cũng không biết năm đó chính là như vậy hay hiện tại di tích cổ mở lại lại bị người tìm kiếm qua hắn lắc đầu rời khỏi cái kiến trúc này lại đi vào trong kiến trúc mới tìm kiếm có lẽ sẽ có quên bảo vật hắn từng bước từng bước đi tìm trong viện vẫn không có thu hoạch rất bình thường nếu như tùy tiện lại có thể tìm tới bảo vật đó mới gọi kỳ quái sau khi lục soát hai mươi mấy viện cho dù là lăng hàn cũng có phần mất cảm giác nhưng sau khi tiến vào một viện mới hắn không khỏi sửng sốt bởi vì nơi này đang có một người, nghe được động tính hắn tiến đến, người kia xoay người lại, nhìn về phía Lăng Hàn. Đây là một một nam nhân chừng 30 tuổi, tướng mạo cũng không tệ lắm, dáng người trung đẳng. Từ trên phương diện ăn mặc có thể thấy, người này chắc hẳn là đến từ nhà đại phú. Còn có loại khí tức sống an nhàn sung sướng, người bình thường là rất khó có. Lăng Hàn, người kia lại có thể nhận ra hắn, hắn có chút giật mình, thực sự ngại quá, ở đây ta tới trước, hay là người đi nơi khác. Nghe được câu này, Lăng Hàn đã biết nam nhân này khẳng định phát hiện ra cái gì, nếu không sẽ không vội vàng đuổi người. Hắn mỉm cười, dưới chân chạy tới, "Ngươi nhận ra được ta? Chương 3766, còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi cái gì không?" "Một, hắc hắc, danh hiệu đứng đầu của cuộc so tài săn bắn, người nào không biết." Người kia cũng cười nói, rất bình tĩnh dịch chuyển thân thể, trước sau sử dụng thân thể ngăn cản tầm mắt của Lăng Hàn. "Đây là di tích cổ, truyền từ người xưa." ai cũng không có quyền nắm giữ. Lăng Hàn nói, sắc mặt người kia nhất thời biến đổi, nói, Lăng Hàn, người đây là muốn tranh với ta, di tích cổ vốn chính là nơi đoạt bảo, không có người nào có đạo lý hơn so với người nào. Hơn nữa, ta cũng không biết ngươi, Lang Hàn cười nói, người kia hít một hơi thật sâu, nói, đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta tên là Hồng Thái Sâm, Hồng, Lăng Hàn có chút kinh ngạc, ngươi và Hồng Thiên Bộ lại là quan hệ như thế nào? Hồng Thái xâm lộ ra vẻ ngạo nghế. Hồng Thiên Bộ là đường đệ của ta. Gương mặt Lăng Hàn giãn ra, nói. Nếu như ngươi là hậu nhân của hiên viên gia, nói không chừng ta còn sẽ cho ngươi một chút mặt mũi. Nhưng Hồng gia, ha ha, hắn đi nhanh về phía trước. Đứng lại, đứng lại, Hồng Thái xâm liền vội vàng kêu lên. Hắn chính là hoán huyết ngũ biến, Tu Vi còn đang ở trên Lăng Hàn. Nhưng hắn lại biết mình căn bản không phải là đối thủ của Lăng Hàn, liền vội vàng lấy ra một phù binh tới, để uy hiếp, ném đi, Lang Hàn cười nói, Hồng Thái Sâm cắn răng, lại thu phù binh vào, còn lệch thân thể qua, nói, nơi này có một gốc cây bảo thụ, nhưng bị trận pháp bảo vệ, nếu như mạnh mẽ phá trận, bảo thụ sẽ bị phá hủy. Nói xong, hắn lại phóng người nhảy lên một cái, lại chạy đi. A, à, người của Hồng gia từ lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy? Lang Hàn thoáng ngây người, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, đối phương đồng ý thẳng thắn nói với hắn, chỉ là không muốn hắn làm loạn phá hủy bảo thụ. Hồng Thái Sâm nhất định là đi gọi viện binh, đến lúc đó chỉ cần chấn áp hắn, tất nhiên có thể đoạt lại bảo thụ. Hắn không đi để ý tới, mà nhìn về phía bụi cây bảo thụ kia. Đối chiếu với tư liệu bên trong quang não, Lăng Hàn lập tức nhận ra được, đây là cây ăn quả hồng lông. Đặc điểm của cây hồng lông hết sức rõ ràng, chính là trên quả mọc ra lớp lông dài, khiến cho quả có vẻ đặc biệt lớn, có thể so sánh với nắm đấm của người trưởng thành. Nhưng cắt lớp lông đi, quả thật sự cũng chỉ lớn bằng hột đào đây là bảo quả nâng cao bí lực, hiệu quả kinh người. Thảo nào Hồng Thái Sâm cứ giữ chặt như vậy, rõ ràng không cách nào phá giải trận pháp, lại vẫn không chịu rời đi. Được, vậy liền khiến cho hắn thử xem, lang Hàn bắt đầu nghiên cứu trận pháp, đây không phải là một sát trận, cho nên hắn không cần lấy thân thử nguy hiểm. Nhưng cấm chế không thể lấy bạo lực đi phá giải, bằng không cây ăn quả hồng lông sẽ bị hủy diệt, hắn quan sát, thử thăm dò, sau nửa giờ, hắn lại lộ ra dáng vẻ tươi cười không khó không khó hai tay hắn vung lên đã ném ra ba cây trận cơ chờ tuyệt trận cái này có thể chỉ có tác dụng trong thời gian ba giây nhưng đối với lăng hàn đã đủ rồi hắn ra tay giống như điện giật phút 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 quả trên cây lập tức nhanh chóng giảm bớt cũng chỉ có bảy quả mà thôi trong nháy mắt tất cả lại rơi xuống trong tay lăng hàn đại công cáo thành lăng hàn lộ ra vẻ tươi cười cái này kêu là ngựa không đêm cây cỏ không béo ăn bảy quả hồng lông này vào hắn cách tứ biến đỉnh phong cũng không xa nếu không, không ba bốn tháng khổ luyện đừng mơ tưởng hoàn thành. Hiện tại giá trị khai phá những di tích cổ này thực sự rất cao. Người xem hắn mới đến bao lâu, hiện tại đã có thu hoạch như vậy. Lăng Hàn lại ở trong viện tìm một lần, sau khi xác định không có vật gì tốt, hắn mới rời khỏi đó. Hiện tại thời gian quý giá, Lăng Hàn liền không có lập tức đi luyện hóa quả hồng lông, mà lại đi tới một viện khác tiếp tục triển khai lục soát. Đáng tiếc, vận khí của hắn không đột nhiên đại bạo phát, lần này là thu hoạch con số không lăng hàn cũng không có để ở trong lòng hắn tin tưởng sẽ có nhiều thu hoạch hơn ong bên tai của hắn truyền đến âm thanh phản ứng đầu tiên của lăng hàn chính là có người tập kích bất ngờ đến vội vàng một quyền đánh qua mà khi hắn xoay người lại phát hiện phía sau làm gì có bóng dáng người nào kỳ quái ong âm thanh này lại tới mà lần này lại là ở trên đỉnh đầu của lăng hàn lăng hàn không ngẩng đầu mà là mở ra thần thức ở trong phạm vi thần thức bao phủ cái đó và tận mắt nhìn thấy không khác biệt quá lớn. Hắn lập tức nhìn thấy được, đây là một con mũi, nhưng cực kỳ lớn, có thể so sánh với nắm đấm. Nhưng bởi vì thần thức chỉ có thể cảm ứng, hắn lại không có cách nào biết được màu sắc của con mũi này. Gia hỏa thật lớn, đây là tồn tại hoán huyết cảnh, lang hàn có thể cảm ứng được huyết khí của con mũi này, vô cùng khí thế. om, con mũi này đột nhiên từ trên trời hạ xuống, phát động công kích về phía hắn, đưa cái vòi dài đâm về phía cổ hắn. Lang hàn lắc đầu, cũng không có thấy hắn ra quyền, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên. Con mũi này liền bị sinh sôi đâm thủng, phụt, phi kiếm mang theo thi thể con mũi đâm vào trên một cây đại thụ phía xa. Tâm niệm lang hàn thoáng động, veo, phi kiếm lập tức bay ngược trở về. Niệm lực chính là dễ sử dụng như vậy, tuy rằng con mũi này không chịu nổi một đòn, nhưng trong lòng lang hàn lại dâng lên cảnh báo. Nếu xuất hiện con yêu thú thứ nhất, nói không chừng còn có thể có con thứ hai, con thứ ba, thậm chí nhiều hơn thật may chính là, mũi không phải thành kết thành đoàn. Nếu không có mấy trăm nghìn con cùng nhau xông lên, cho dù là lăng hàn cũng sẽ phải đau đầu, lập tức trốn vào bên trong dưỡng nguyên hồ lô. Đáng tiếc, con mũi này tuy rằng là một nhức đầu, nhưng chảy ra chất lỏng lại tràn ngập tanh hôi. Lăng hàn căn bản không có hứng thú ăn thịt của nó, tất nhiên sẽ không để ý tới thi thể của nó. Hắn tiếp tục tìm kiếm, trong lúc đó, hắn lại gặp phải một con yêu thú. Đó chính là một con chuột, chỉ có điều đó chỉ là từng con thông mạch cảnh, bị một đạo chỉ phong của hắn đâm chết. Một đường tìm kiếm, hắn tối thiểu lục soát trên 100 viện, nhưng lại không có những thu hoạch khác. Hắn lại lục soát một gian viện, lúc vừa đi ra, hắn lại thấy trước mặt có hai người đã đi tới. A, à, một người là Hồng Thái Sâm, một người khác lại là Phòng Tử Bình. Lăng Hàn, Phòng Tử Bình lập tức hừ một tiếng, Hồng Thái Sâm lại lộ ra sắc mặt vui mừng, nói: "Lăng Hàn, cảm ơn ngươi" mươi 3767, còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi cái gì không? Hai, cảm ơn ta cái gì? Lăng Hàn thản nhiên nói, cảm ơn ngươi thay bản thiếu phá giải trận pháp. Hồng Thái Sâm vô cùng nghiêm túc nói, được, hiện tại giao quả hồng cho ta. Phong Tử Bình lại bổ sung một câu, nói, còn có hồ lô, hồ lô, Hồng Thái Sâm có chút mờ mịt. Hắn quả thực thấy được bên hông của Lăng Hàn có buộc một cái hồ lô. Nhưng đó cũng là bảo vật sao? Lăng Hàn không để ý đến Hồng Thái Sâm, chỉ nhìn chằm chằm vào phòng tử bình còn nhớ rõ câu nói sau cùng ngày đó ta nói với ngươi sao phòng tử bình xì một tiếng lời nói của loại yếu ớt cặn bã như ngươi ta cần phải nhớ kỹ sao lang hàn cũng không có tức giận mà thản nhiên nói ta đã từng nói nếu như ngươi không nói lời xin lỗi với thị nữ của ta vậy lần gặp mặt tiếp theo ta sẽ giết ngươi ha 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 phòng tử bình cất tiếng cười to ta lại là cao thủ ngũ cốt ngươi chỉ có điều chính là nhị biến Lăng Hàn vận chuyển huyết khí, trên người nhất thời dâng lên một khí tức màu vàng nhạt. Tứ Biến, Phong Tử Bình không khỏi thoáng lộ ra một vẻ kinh hãi. Lúc này mới qua bao lâu, Lăng Hàn lại có thể tăng lên hai cảnh giới nhỏ, tốc độ tiến cảnh như vậy quá kỳ diệu. Lăng Hàn lấy ra đoạn kiếm gãy, nói: "Ngày hôm nay, ta lại tới thu hồi khoản nợ ngươi thiếu ta." Nực cười, ngươi chỉ đạt tới Tứ Biến lại như thế nào? Phong Tử Bình lạnh lùng nói: "Ta lại là ngu cốt, so với ngươi" ta không chỉ cao hơn một cảnh giới lớn, thậm chí còn có năm cảnh giới nhỏ. Ngươi làm sao so sánh được với ta? Vèo, Lăng Hàn xông qua, lập tức sôi trào huyết khí. Hắn phải tốc chiến tốc thắng, lấy thế lôi đình vạn quân giết chết phòng tử bình. Quét, một kiếm chém qua, kiếm khí giản dị tự nhiên, nhưng uy lực lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Phòng tử bình vội vàng rút kiếm, chống đỡ về phía Lăng Hàn. Hắn thật sự tự phụ, cũng không sôi trào huyết khí nhìn thế nào lăng hàn cũng không thể là đối thủ của hắn, căn bản không cần phải lấy ra chiêu lớn như vậy. ầm um, kiếm khí va chạm, sóng lực di chuyển đáng sợ cũng vung lên đầy bụi đất, ảnh hưởng cực lớn tới phạm vi tầm nhìn. phong tử bình lại nắm chắc phần thắng. sau khi cùng lăng hàn va chạm một cái, hắn liền phát hiện ra, ngay cả một nửa lực lượng của lăng hàn, hắn cũng không có đạt được. đây là dưới tình huống hắn không sôi trào huyết khí, lực lượng là một vòng chiến lược quan trọng nhất hắn ôm tâm tư nghiền ép ở trên phương diện lực lượng, vậy Lăng Hàn còn có thể chơi ra hoa chiêu gì? Chết, hắn lãnh đạm nói, một kiếm chém tới, năng lượng cấp độ cao quấn lên. Hắn muốn một lần hành động giết chết Lăng Hàn, trước đó, thời điểm ở đế đô, hắn không thể không có phần cố kỵ. Nhiều lắm chính là cướp đoạt dưỡng nguyên hồ lô, lại đánh cho Lăng Hàn một trận. Bằng không cho dù là Hồng Thiên Bộ cũng không có cách nào bảo vệ được hắn. Nhưng bây giờ lại khác, đây là di tích cổ, ở trong di tích cổ vì đoạt bảo phát sinh chiến đấu, người chết lại tính cái gì? Chết chính là ngươi, Lăng Hàn lãnh đạm thản nhiên nói, lôi quang quyền đánh ra, veo veo veo, từng lực quyền giống như lưu tinh rơi xuống, điên cuồng chút về phía phòng tử bình. Tốc độ này quá nhanh, làm cho phòng tử bình chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Bằng không nếu như bị đánh trúng một cái, ngay cả hắn cũng sẽ bị thương nặng. Dựa vào, làm sao có thể có quyền pháp nhanh như vậy? Trong lòng hắn phỉ nhổ. Phòng tử bình chấn động kinh ngạc, một hoán huyết tứ biến lại có thể nắm giữ chiến lực như vậy, cũng ép cường giả ngũ cốt như hắn tới mức không có năng lực đánh trả. Hắn dường như thấy được một hồng thiên bộ khác, không, tuyệt đối không cho phép phát sinh tình huống như vậy. Vậy thì để hắn tới kết thúc sinh mạng của Lăng Hàn, khiến cho người gọi là hồng thiên bộ thứ hai này sớm chết non. Hắn hét lớn một tiếng, cuối cùng sôi trào huyết khí. Nhất thời, lực lượng của hắn tăng lên tới trình độ kinh khủng. Chết, hắn lấy bí lực bảo vệ thân mình, đánh thẳng về phía lăng hàn. Lực lượng của hắn hiện nay ít nhất là gấp 4 lăng hàn. Bởi vậy hắn chỉ cần lấy bí lực hộ thân, hoàn toàn có thể mặc cho lăng hàn công kích. Dù sao cũng không thể đột phá phòng ngự của hắn, mà hắn, chỉ cần để cho hắn đánh chúng một quyền, vậy lực lượng nghiền ép vượt quá 10 vạn cân, bảo đảm lăng hàn ngay cả một cây xương hoàn chỉnh cũng không nhìn thấy được. Lăng hàn vội vàng né tránh. Hiện tại phòng tử bình thật giống như một con trâu hoang viễn cổ, đau thương không nhập. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lực lớn vô cùng Bị đánh một cái Chỉ có kết cục bị nhìn nát Ha 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 Người có thể trốn đi nơi nào Phong tử bình cười quái dị nói Rất nhanh có thể tự tay giết chết một yêu nghiệt siêu cấp Khiến cho hắn phát lên một loại vui mừng biến thái Giết Nhanh giết chết hắn Hồng thái sâm cũng ở một bên hát đệm Hắn cấp bách muốn có được quả hồng lông Loại bảo quả trời sinh đất dưỡng giống như vậy Không chỉ có thể nâng cao tu vi Hơn nữa còn xúc tiến trình độ nâng cao sinh mạng Bởi vậy ăn thêm mấy quả, nói không chừng có thể khiến cho hắn một lần hành động xông lên cực cốt cảnh. Từ hoán huyết ngũ biến đến cực cốt cảnh, đây chính là một sự bay vọt. Không chỉ thực lực sẽ tăng vọt, cũng sẽ khiến cho địa vị của hắn nước lên thì thuyền lên, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lam Hàn vẫn ẩn nhẫn, sau khi liên tục tránh né hơn 10 chiêu, hắn đột nhiên phản kích. Yêu hầu quyền, 30 lần lực lượng chồng chết, tần suất công kích. Hắn thoáng cái thanh toán sát chiêu lớn, trên nắm tay bọc ánh sáng màu vàng một con yêu cầu thượng cổ cũng hiện ra nhè răng nhếch miệng giống như có thể xé cả vòng trời dưới đạp cửu u khủng khiếp không có cách nào hình dung cái gì phòng tử bình vô cùng kinh ngạc một quyền này thực sự là do mũ biến đánh ra sao thế nào lại cảm giác giống như trời muốn sụp đổ đất muốn nứt ra ầm um, một quyền đánh tới kiếm khí của phòng tử bình lập tức vỡ nát cho dù có ưu thế gấp hơn bốn lần lực lượng ở dưới một đòn này cũng không đủ nhìn nếu như đổi lại là một người khác nếu như chỉ là hoán huyết cảnh, vậy một quyền này đủ để đánh cho người này hóa thành mưa máu. Nhưng phòng tử bình dù sao cũng là ngũ cốt, dù sao có ưu thế gấp hơn bốn lần lực lượng, một quyền này cũng chỉ có thể đánh cho hắn lảo đảo. Ha ha, không thể không thừa nhận, đại chiêu này của ngươi quả thực rất mạnh. Nhưng cũng chỉ có thể đạt đến mức như vậy, chương 3768, giết chết, phòng tử bình cười to, nhưng nụ cười còn không có thu hồi, hắn lại lộ ra vẻ hoảng sợ, phụt 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 phụt, thân thể hắn điên cuồng run rẩy, có máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Phong tử bình lộ ra vẻ mờ mịt, hắn biết sau lưng của mình bị công kích, có lợi khí đâm vào tim phổi của hắn, khiến cho khí tức sinh mệnh của hắn nhanh chóng sói mòn. Nhưng lăng hàn rõ ràng ở trước mặt hắn, làm sao có thể phát động công kích từ phía sau. Chẳng lẽ là hồng thái sâm ra tay, nhưng thứ nhất hồng thái sâm căn bản không có khả năng ra tay về phía hắn. Thứ hai lấy chút thực lực này của hắn, làm sao có thể tạo thành tổn thương lớn như vậy đối với mình vì sao phụt hắn nhìn lăng hàn vẻ mặt không giải thích được muốn hỏi nhưng hắn còn chưa nói hết lời lại phun ra một ngụm máu tươi nếu không phải hắn là cực cốt cảnh lực sinh mạng mạnh mẽ nhận vết thương nặng như vậy đã sớm chết lăng hàn cười nhạt ngươi muốn hỏi ta làm thế nào tổn thương được đến ngươi tâm niệm hắn thoáng động phụt chỉ thấy ba thanh tiểu kiếm từ ngực phòng tử bình bay ra sắc mặt phòng tử bình trở nên khiếp sợ nói hóa ra người có thể biến lực tinh thần trở thành thực chất lấy niệm lực khai thông với năng lượng cấp độ cao muốn nắm giữ linh đồ thì cơ bản có thể làm được nhưng có thể chuyển hóa niệm lực thành thực chất hắn chỉ biết có một người mới có thể làm được hồng thiên bộ cho nên người bị chết không oan lang hàn thản nhiên nói hắn nhìn chằm chằm vào phòng tử bình ta đã từng nói lúc đầu ngươi không nói xin lỗi ta sẽ giết ngươi phong tử bình lộ ra nụ cười sâu thảm lúc đó lang hàn cảnh cáo hắn hắn chỉ thấy đó chính là một câu nói đùa nhưng hắn vạn vạn lần không thể nào tưởng tượng được điều này thật sự là họa sát thân do hắn chôn xuống ngươi không nên đắc ý ở trước mặt thiếu chủ ngươi cũng chỉ là đống cặn bã mà thôi hắn căm hận nói thiếu chủ nhất định sẽ báo thù cho ta nhất định sẽ nhất định ầm hắn ngã xuống đất máu tươi điên cuồng phun ra trong nháy mắt trên mặt đất lại hình thành một bãi máu lăng hàn nhìn chằm chằm vào thi thể phòng tử bình vài giây sau đó thu hồi ánh mắt người chết thu diệt hắn quay đầu lại nhìn về phía hồng thái sâm hồng thái sâm không khỏi run rẩy một cái từ trong lòng cảm thấy ớn lạnh người trước mặt này sát phạt quyết đoán phòng tử bình lại là cường giả ngũ cốt nhưng đối phương không chút do dự chém giết mình chỉ có ngũ biến thực lực kém đến mức quả thực không thể để ý tới tha mạng hắn quỳ trên mặt đất tuy rằng trên người còn có một phù binh nhưng hắn căn bản lại không có ý định ném ra bởi vì tấm phù binh này cũng có thể phát huy ra chiến lược nhất cốt cho lăng hàn nhét kẽ răng cũng không đủ phụt lăng hàn một quyền đánh ra đánh nổ hồng thái sâm không có người sống ai có thể chứng minh là hắn đã hạ thủ cho dù là hồng thiên bộ đoán được do hắn làm lại như thế nào không có chứng cớ hồng thiên bộ cũng không dám ngang nhiên ra tay với hắn lăng hàn cần thời gian hắn kéo quang não của hai người hồng phòng xuống sau đó đánh hỏng, phá hủy đi tinh thể ký ức trong đó. Như vậy thì cho dù hai người ghi lại hình ảnh cũng vô dụng. Ở chỗ này không có cách nào kết nối với mạng, hủy diệt quang não lại hoàn toàn tiêu diệt chứng cứ. Thân hình lăng hàn lao lên, lặng lẽ rời đi, ếch ếch, heo háo sắc quay đầu lại nhìn hắn, trong ánh mắt lại có thể lộ ra ý tứ tiểu tử ngươi thủ đoạn thật độc ác. Tiếp tục nhìn, cẩn thận ta giết ngươi diệt khẩu, lăng hàn cười nói, heo háo sắc lộ ra vẻ khinh miệt, heo đại gia tuy rằng chiến lược chỉ có năm, nhưng lực phòng ngự lại vô cùng lớn. Ngươi cứ khoác lác đi, hai ngày trôi qua, Lăng Hàn không biết lục soát bao nhiêu viện. Đi lên nữa, trước mặt hắn xuất hiện một khu vườn thật lớn. Ở bên ngoài liền có thể nhìn thấy được, bên trong có thật nhiều cây ăn quả, dị thảo. Nhưng phần nhiều khu vực lại là hoang phế, cỏ dại mọc thành bụi. Đây là vườn thuốc của hàng nguyệt giáo sao. Lăng Hàn muốn leo tường vào, lại phát hiện vườn thuốc này cũng có trận pháp bảo vệ, cứng rắn ngăn cản hắn. Đào đất, Lăng Hàn thử, lại phát hiện khu vực trận pháp bảo vệ cũng bao gồm cả trong lòng đất, giống như một vỏ trứng gà, bao quanh toàn bộ phương hướng vị trí lấy toàn bộ vườn thuốc từ trong lòng đất đến bầu trời. Tiến vào thế nào, Lăng Hàn đương nhiên không có khả năng buông tha, hắn đi vòng quanh tường vây, nếu như ở những năm tháng hàng nguyệt giáo thống trị, vậy Lăng Hàn chắc chắn sẽ không có tâm lý may mắn. Nhưng qua nhiều năm như vậy, trận pháp nhất định sẽ bị phá hủy, nhất là sau khi chôn sâu trong lòng đất. Phải biết rằng, bản chất của trận pháp là cái gì? dẫn động đại thế của thiên địa. Trận pháp cỡ lớn không chỉ có yêu cầu cực lớn đối với trận cơ, đối với vị trí đặt trận cơ cũng giống như vậy. Hiện tại di tích cổ hàng nguyệt này cũng đã bị trôn ở trong lòng đất nhiều năm như vậy, cho dù lại đi ra, uy lực còn có thể duy trì được sao? Lăng Hàn tin tưởng, vườn thuốc này khẳng định có chỗ nào đó phòng ngự yếu hơn, thậm chí tường cũng sụp đổ. Hắn đi vòng quanh vườn thuốc, nơi này rất lớn, hắn đi vòng gần nửa ngày, ngay cả phân nửa cũng không có đi hết. Chỉ là trận pháp này thật sự có chút lợi hại, đi lòng vòng đến bây giờ, cũng không phát hiện ra một nơi nào có tường đổ xuống. Không thể nào đâu, theo trong lịch sử ghi chép, văn minh thế hệ này từ 2.000 năm trước trở nên hưng thịnh. Như vậy văn minh đời trước hủy diệt thế nào cũng phải vượt quá 2.000 năm. Thời gian trôi qua lâu như vậy, vẫn chôn sâu ở dưới lòng đất, lại còn không có phá hủy chút nào sao. Lăng Hàn chưa từ bỏ ý định, hắn tiếp tục đi vòng quanh, sau khi lại đi được một lúc, hắn kinh ngạc phát hiện phía trước có một đám người đang tụ tập lại huynh đệ người tu vi thế nào thấy lăng hàn đi tới lập tức có người đón đầu nhìn về phía hắn hỏi đây là một nam tử trung niên nhìn tướng mạo bình thường làm gì vậy có người nào trực tiếp lại hỏi người khác cảnh giới như vậy lăng hàn suy nghĩ một chút lại thoáng lộ ra một chút khí tức dù sao chiến lực của hắn vượt xa cảnh giới bị người khác biết được tu vi gì căn bản không có vấn đề gì tứ biến nam tử trung niên kia lộ ra vẻ tươi cười tốt tốt tốt, tu vi như vậy cũng có thể. mươi 3769, một góc kẽ hở. Hắn dừng một chút, nói, ta là Tiết Thành, tu vi ngũ biến, chúng ta đều không phải cùng một nhóm. Người yên tâm, chỉ là phát hiện nơi này có một lỗ thủng, muốn tập trung sức lực của mọi người đánh phá ra. Lăng Hàn nhìn sang, quả nhiên, ở đây có một góc tường bị đổ, như thế nào, cùng nhau liên thủ chứ. Tiết Thành tha thiết mời, được, Lăng Hàn gật đầu, hắn đi tới, cùng mọi người, liên thủ công kích chỗ lỗ thủng này. Trận pháp ở đây có một lỗ thủng, nhưng còn chưa đủ để cho người ta đi qua. Chỉ có điều, tuy rằng bọn họ liên tục công kích, nhưng lỗ thủng này lại hoàn toàn không có dấu hiệu mở rộng. Cần phải có người nhiều hơn, bọn họ vừa tiếp tục công kích, vừa nói, tin tưởng sẽ càng lúc càng có nhiều người chạy tới nơi này. Mở rộng lỗ thủng này chắc hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Một lúc sau, quả nhiên lại có người đi qua, lần này là 5 người, hai người nam nữ có nhiều tuổi một chút, ba người khác lại là người trẻ tuổi đều là nam tính. a, à, lang hàn phát hiện ba gã nam tử trẻ tuổi này ngay từ lúc đầu hắn mới tiến vào đã nhìn thấy qua. chẳng qua là lúc đó cũng không nhìn thấy hai người nam nữ có chút lớn tuổi kia. mà hai người nam nữ này, lang hàn nhận được nam tử trong đó, vô ích thành chủ của cát ninh thành. trước đây khi hồ cứ thành bị phá, chạm thứ nhất lang hàn dẫn theo phong nhược tiên mục quản ra đến chính là cát ninh thành. ở nơi đó hắn gặp phải cổ hạng minh ngồi không hạm đi đế đô nói đến cổ hạng minh lăng hàn đột nhiên nghĩ tới ban đầu ở thời điểm cuộc so tài săn bắn vì sao bốn người trần kinh nghiệp có thể tìm được mình tinh chuẩn như vậy còn bao vây mình lại nếu nói bên ngoài không có người nào báo tin lăng hàn dù thế nào cũng không tin mà hắn nghĩ tới nghĩ lui trong cấm vệ quân có thủ oán với hắn cũng chỉ có một mình cổ hạng minh này ừ có cơ hội phải cùng hắn tính sổ một chút trong lòng của hắn xẹt qua một chuỗi ý niệm nhưng cũng không đứng ra nhận quen biết với vô ích nói đi còn nói lại hắn và vô ích vốn không có giao tình gì trước đây vô ích từng tới thăm hỏi cũng không phải nhằm về phía hắn hiện tại hắn cho dù đi ra ngoài cùng đối phương chào hỏi tin tưởng vô ích cũng sẽ chỉ lãnh đạm đối với hắn không cần thiết mang mặt nóng đi dán vào mông lạnh của người ta lang hàn lại không cần gì từ vô ích vô thành chủ có người nhận ra vô ích lập tức tiến lên chào hỏi thành chủ Mọi người vừa nghe, đều trở nên nghiêm nghị, thành chủ huyền Bắc Quốc đều là tu vi cực cốt cảnh. Nhất thời, thần sắc mọi người lộ vẻ cung kính hơn. Người nơi này đều là hoán huyết cảnh, đừng nói một đấu một còn xa mới có thể là đối thủ. Cho dù một đám sông lên cũng sẽ chỉ có kết cục từng người bị đánh bại. Bởi vì Vu ích thành danh nhiều năm, khẳng định đã đạt được ngũ cốt. Vụ ích mỉm cười, nhìn qua hòa hòa khí khí, không có gì cao giá. Nhưng trên thực tế lại không có trả lời người nào. Hiển nhiên hắn không để bất kỳ kẻ nào vào trong mắt. Cũng bộ dạng như vậy, ngoại trừ Vu Ích ra, thận phận của bốn người khác cũng rất nhanh công bố. Nữ tử kia chính là phu nhân của Vu Ích, gọi là Hồ Nguyệt Mai. Ba người khác lại là con trai của hắn, theo thứ tự là Vu Đông, Vu Sơn và Vu Hải. Không giống với Vu Ích, ba người con trai kia của hắn mỗi người đều kiêu ngạo vô cùng. Lão đại dù gì cũng là hoán huyết cảnh, nhưng hai người nhỏ hơn rõ ràng là thông mạch cảnh, lại lộ ra bộ dạng ai cũng khinh thường mắt cao hơn đầu. Cũng quả thực không thể trách được, ở các ninh thành này trong một mẫu ba phần đất, ba huynh đệ bọn họ có thể đi ngang. Hiện tại đi ra ngoài cũng hoàn toàn không biết thu lại. Sau khi được người sùng bái một hồi, vô ích cuối cùng nói. Được rồi, các ngươi tránh ra, đợi bản tỏa tới phá vỡ lỗ thủng này. Được, trông cậy vào thành chủ, hoàn toàn dựa vào vô thành chủ. Tất cả mọi người đều nói, vô ích vô cùng ngạo nghế, bước đến chỗ đoạn tường có vết nứt, bắt đầu ép lực lượng dù sao đây cũng không phải là kẻ địch hoàn toàn có thể điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh phong sau đó mới xuất thủ lang hàn lại không coi trọng bởi vì vừa rồi hắn cũng vận dụng toàn lực tuy rằng lực lượng của hắn quả thực không bằng ngũ cốt nhưng lại thêm nhiều người như vậy tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với một ngũ cốt cho nên trận pháp này cho dù có lỗ thủng cũng không phải ngũ cốt có thể ầm mặc. hắn không ngừng so sánh tìm kiếm sơ hở trong đó nhìn xem có thể hay không lấy trượt tuyệt trận áp chế một chút hay không a à, Vô Ích hét lớn một tiếng, đánh ra một đòn, một đòn này thanh thế lớn, tuy rằng Vô Ích còn không có sôi trào huyết khí, nhưng vẫn vô cùng khủng khiếp. Ầm, um, một đòn này đánh vào trên vách tường, tạo nên từng tầng rung động. Nhưng bản thân bức tường lại không bị một chút tổn thất chút nào. Xấu hổ, trên mặt Vô Ích thoáng ửng đỏ, vừa nãy bị người ta thổi phồng cao như vậy, ngay cả hắn cũng cho rằng một đòn là có thể đánh phá trận pháp. Ai biết lại là một kết quả như vậy, tất cả mọi người nói không ra lời có vài người còn che miệng cười thầm, nếu không phải e ngại vô ích cường đại, hiện tại chắc hẳn tiếng cười đã vang lên một mảnh. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, trận pháp này cường độ rất cao, cũng khó trách ở thành chủ không có cách nào phá vỡ. Có người vội vàng hòa giải, đúng vậy, có lẽ phải là cường giả minh văn cảnh mới có khả năng phá vỡ. Vô ích không nhịn được, hắn lập tức sôi trào huyết khí, nâng cao lực lượng. Hắn hét lớn một tiếng, lại đánh ra một đòn, Âm, um, uy lực một đòn này chỉ ít tăng lên gấp 2, nhưng đánh vào trên vách tường vẫn không có hiệu quả gì. Ầm um, ầm um, ầm, um, vô ích liên tục ra tay, nhưng kết quả lại không có bất kỳ thay đổi nào. Không ai nói nữa, hiện tại bất kể nói cái gì cũng rất xấu hổ. Lăng Hàn đi ra, hắn nhìn lâu như vậy, cuối cùng nhìn ra được một ít manh mối. Nếu như trận pháp này hoàn chỉnh, như vậy lấy trình độ trận đạo của Lăng Hàn hiện tại chính là nhìn ra chút manh mối cũng không được. Nhưng bây giờ lại khác. Có một góc lộ ra kẽ hở, cho Lăng Hàn cơ hội. "Tiểu tử, người đứng ra làm cái gì?" Vu Đông lập tức kêu lên, "Muốn bỏ đá xuống giếng sao?" Vu Sơn cũng nói, "Ngươi cho rằng mình là nhân vật gì?" Vu Hải lại trực tiếp mở phun ra. Lăng Hàn kinh ngạc, Vu Ích rất biết cách làm người, thế nào lại sinh ba ra hỏa không nên thân này. Chương 3770, tiến vào vườn thuốc. "A, à, ngươi là?" Vu Ích nhìn Lăng Hàn, chỉ cảm thấy người này có chút quen mặt. Vô ích mặc dù đã gặp Lăng Hàn một lần, nhưng hắn làm sao có thể để Lăng Hàn lúc đó vẫn còn thông mạch ảnh ở trong lòng được. Hơn nữa, hắn cũng không phải đặc biệt đi gặp mặt Lăng Hàn, tất nhiên lại không thể để một người qua đường ở trong lòng. Nhưng hắn dù sao cũng là cực cốt cảnh, trí nhớ so với người bình thường vẫn muốn mạnh mẽ hơn. Hắn luôn cảm thấy dường như mình đã từng quen biết Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười, nói, vô thành chủ, đã lâu không gặp, nghe Lăng Hàn vừa nói như vậy, vô ích đương nhiên càng khẳng định hắn cùng với lăng hàn đã từng gặp mặt nhưng lăng hàn cũng không giải thích nhiều hắn cũng không cách nào nghĩ ra được thôi đi có khả năng chỉ là hậu bối nhà ai đó theo trưởng bối từng bái kiến qua mình cho nên hắn có chút quen mắt lại vừa không có ấn tượng vô ích nhất thời cũng có chút không thích bởi vì giọng điệu lăng hàn nói chuyện giống như là đang chào hỏi người ngang hàng căn bản không phải thái độ của một vãn bối nên có đặc biệt vô lễ lại dám nói chuyện với cha ta như thế vu sơn lập tức quát Sơn Nhi, lui ra, vô ích khẽ kêu lên một tiếng, chừng mắt nhìn qua. Hắn cũng không chấp nhặt với một tiểu bối. Vâng, cha, vu Sơn liền vội vàng lui trở lại. Sơn Nhi vừa rồi không có làm gì sai, ngươi làm gì phải trách hắn như vậy. Hồ Nguyệt Mai không vui, nàng đối với con trai vô cùng cưng chiều, tất nhiên không thể nhìn vô ích săn dậy con trai. Loại tiểu tử này không quy củ, chắc hẳn phải giáo huấn một lần. Trên mặt vô ích có chút không nhịn được, hắn quả thật có chút sợ hãi thê tử. Nhưng ở trước mặt mọi người bị thê tử nói như vậy, hắn có chút thẹn quá thành giận. Lăng Hàn lại không để ý tới, tay phải hắn rung lên, ba đạo trận cơ đã ném ra ngoài, trong nháy mắt ngăn chặn lực địa thế của thiên địa. Tay phải của hắn lại vung lên, ném con heo béo ra ngoài. Ếch ếch, con heo háo sắc hét thảm một tiếng, nó đã bay qua lỗ thủng trên tường, tiến vào trong vườn thuốc. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ánh mắt lập tức trở nên nóng như lửa. Trận pháp đã phá, veo. Lăng Hàn hoàn toàn không có do dự, thân hình như một cái đã nhảy vào trong vườn thuốc. Cái chờ tuyệt trận này duy trì không được bao lâu, mà một khi hắn xác định mở ra thông đạo, an toàn, vậy dĩ nhiên tiến vào trước tiên. Dù sao hắn chuẩn bị rất nhiều trận cơ chờ tuyệt trận, đi ra lại ném là được. Vèo vèo vèo, những người phản ứng nhanh đều đã nhảy vào, vô ích phản ứng cũng rất nhanh. Xoạt xoạt xoạt, hắn ném ba nhi tử đi vào trước, sau đó lại dắt tay Hồ Nguyệt Mai cùng nhau nhảy vào, hắn lại là ngũ cốt ai có thể tranh cùng hắn những người ngăn cản ở trước mặt hắn nhất thời bị hắn đánh bay lang hàn liếc mắt thoáng nhìn thản nhiên nói nếu không muốn chết người phía sau cũng không cần tiến đến không ai để ý đến hắn đây chính là vườn thuốc giá trị kinh người ai không muốn chen vào một bước đúng người phía sau cũng không cần tiến đến vu sơn cười lạnh nói người tiến vào đây càng nhiều vậy người tranh đoạt tất nhiên cũng càng nhiều ai dám lại tiến vào giết không tha Vụ đông quá to, nhưng người bên ngoài vẫn còn đang chui vào. Vô Ích chính là cường giả cực cốt cảnh, ba người này lại tính cái gì? Lăng Hàn lắc đầu, hắn bảo những người khác không nên vào lại không phải bởi vì muốn độc chiếm ở đây, mà là hắn nhìn thấy được trận cơ của chừa tuyệt trận sắp bị hủy. A, à, có người kêu lên thảm thiết, thân thể của hắn vừa vặn vọt vào được phân nửa, lại đột nhiên bị cắt thành hai nửa. Âm, um, ầm, um, đám người phía sau không kịp thu lại, liền bị bắn trở lại. Nhưng thật may chỉ là bị đẩy lui cũng không có tổn thương chờ tuyệt trận đã hủy đại trận khôi phục gã không may kia vừa vặn mới lao qua một nửa người gặp phải tất nhiên chỉ có bị cắt thành hai nửa mọi người nhìn về phía lăng hàn mới biết được ý tứ câu nói của lăng hàn trước đó ngược lại không phải là lăng hàn lòng dạ hẹp hòi mà là cái này quá nguy hiểm hóa ra tiểu hữu còn là một vị trận pháp sư vô ích lộ ra vẻ tươi cười có phần cực kỳ khách khí trong di tích cổ khắp nơi đều là trận pháp bởi vậy nếu như có thể có một trận pháp sư gia nhập, điều này bất luận là tính an toàn, hay xác suất thu hoạch bảo vật đều sẽ tăng lên không ít. Hơn nữa, thời gian ra ngoài cũng phải dựa vào lăng hàn. Đi cùng bản tỏa, có thu hoạch nào nhất định không thiếu của ngươi một phần. Hắn lại nói, còn không mau cảm ơn phụ thân ta. Vu Hải vội vàng nói, phụ thân ta lại là cường giả cực cốt đệ ngũ cảnh, đệ nhất cao thủ cát ninh thành. Có hắn bảo vệ ngươi, ngươi ở nơi này sẽ tuyệt đối an toàn. Lăng Hàn mỉm cười, nói: "Vậy ta thật sự nên cảm ơn Vu thành chủ." Đúng vậy, nhanh quỳ xuống dập đầu, Vu Sơn nói, hắn vô cùng khó chịu Lăng Hàn, trước đó hắn bị Vu Ích quát chính là bởi vì Lăng Hàn. Hiện tại tiểu tử này lại còn leo lên phụ thân hắn. Hắn tất nhiên phải tức giận quét cảm giác tồn tại một chút. Ngươi ngay cả leo lên cũng không biết, phải biết rằng đây chính là phụ thân ta, ta bảo ngươi dập đầu ngươi phải dập đầu." Lăng Hàn lắc đầu, so sánh ra đế đô tuy rằng cũng không thiếu nhị thế tổ, nhưng ngược lại thật sự không có người nào bá đạo giống như Vu Đông, Vu Sơn. Hắn mỉm cười, nói, xương của ta tương đối cứng rắn, quỳ không được, cho nên chỉ có thể từ chối khéo lòng tốt của Vu Thành Chủ. Hắn nhấn trọng âm ở hai chữ lòng tốt, tất nhiên phủ nhận đây thật sự là có ý tốt. Hừ, người không nên không tán thưởng, Vu Đông lập tức quát, phụ thân ta lại là thành chủ của các ninh thành, còn là cường giả cực cốt cảnh. Người lại dám từ chối lòng tốt của phụ thân ta, ngươi khó tránh khỏi cũng quá cao giá đi đừng tưởng rằng mình là trận sư là có thể tự cao tự đại vu hải nói theo ta khuyên ngươi tốt nhất nên suy nghĩ thêm một chút giọng điệu vu sơn lại có phần kỳ quái nói lang hàn không khỏi lắc đầu loại nhị thế tổ này ở cát ninh thành còn tốt dù sao không có ai dám chọc bọn họ nhưng ra khỏi cát ninh thành vẫn lớn lối như vậy đây không phải là bôi đen vô ích hay sao chỉ có điều suy nghĩ lại một chút có thể dễ dàng thắng được vô ích cũng chỉ có minh văn cảnh trong huyền Bắc Quốc bao nhiêu cường giả như vậy, thảo nào ba người này hoàn toàn không thu liếm lại. Vô thành chủ, lăng hàn nhìn về phía Vu ích, chương 3771, ra tay tức vô tình. Vô ích nhìn lăng hàn, bất chợt nghĩ tới, nói. Ngươi là người bạn của nhược tiên. Trước đây, thời điểm nhìn thấy được lăng hàn, hắn thật ra tràn ngập nghi ngờ. Bởi vì lăng hàn lúc đó chỉ là thông mạch cảnh, tất nhiên không có khả năng một mình từ hổ cứ thành sông ra. Tất nhiên là được phong nhược tiên dẫn ra ngoài trước đó hắn vẫn cho rằng lăng hàn là một tiểu bạch kiểm khiến cho phong nhược tiên si mê mới có thể ở dưới tình huống nguy hiểm như vậy nàng cũng không có buông tha hắn vẫn cảm thấy kỳ quái không phải nghe nói phong tử thịnh vẫn muốn gả nữ nhi vào trong hoàng thất sao nhưng bây giờ hắn mới biết được hóa ra lăng hàn là một trận sư hơn nữa thành tựu còn không cạn mới có thể được phong nhược tiên coi trọng tiểu hữu người mặc dù là trận sư địa vị cao cả nhưng ở này trong di tích cổ nguy cơ bốn phía yêu thú cũng sẽ không lưu ý người có phải là trận sư hay không. Vũ ích cười nói, cho nên, vẫn nên đi cùng bản tọa đi, nếu biết Lăng Hàn chính là trận sư, hắn đương nhiên không thể thả Lăng Hàn rời đi. Cái di tích cổ này còn chưa được khai phá, có một vị trận sư hỗ trợ, lúc đó giảm đi rất nhiều nguy hiểm, cũng có thể đi vào một vài nơi vốn không thể vào. Trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, nếu như Lăng Hàn cự tuyệt hắn nữa, vậy hắn sẽ sử dụng thủ đoạn cứng rắn, khiến cho Lăng Hàn phục tùng. Lăng Hàn thở dài, người xem hắn đã rất khách khí thế nào bao giờ cũng có người không cảm thấy được vô ích người quá mức rồi vô ích người quá đáng rồi những lời này vừa ra khỏi miệng nhất thời khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người vô ích là ai thành chủ của các ninh thành cường giả cấp ngũ cốt ngươi là một nhân vật nhỏ sao có thể gọi thẳng họ tên đây là đang tìm đường chết làm càn vu sơn lập tức quát hồ nguyệt mai càng khinh thường nói lão vu ngươi xem một chút đi đây là nhân vật gì chứ? Thật không có giáo dục, cho rằng mình là trận sư thì nổi bật sao? Vu Hải nhảy ra ngoài, hắn đã từ chỗ vô ích biết được, Lăng Hàn chẳng qua là thông mạch cảnh. Cho nên hắn tất nhiên hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào. Nhanh quỳ xuống xin lỗi đi, Vu Sơn cũng nhảy ra ngoài. Khó có được đối thủ chỉ là thông mạch cảnh, hắn tất nhiên phải nắm lấy cơ hội biểu hiện một hồi. Hắn trực tiếp một quyền liền đánh về phía Lăng Hàn, Lăng Hàn đưa tay ra, bốp, cổ tay của Vu Sơn liền bị hắn nắm lấy. A, à, đau quá đau quá. Vu Sơn lập tức kêu lên thảm thiết. Tiểu Súc Sinh, mau buông tay. Hồ Nguyệt Mai đau lòng con trai, lập tức lớn tiếng kêu lên. Lăng Hàn tất nhiên sẽ không nghe theo. Cơn tức hắn đã dâng cao. Đây thật đúng là người hiền bị người bắt nạt. Nếu như ngay từ lúc đầu hắn lại biểu hiện ra tu vi hoán huyết cảnh thậm chí chiến lược cực cốt cảnh, ba huynh đệ này còn dám la năm hết sáu đối với hắn như vậy sao? Nếu ra tay, hắn lại không có dự tính lưu tình buông tay lăng hàn hừ một tiếng ta là trận sư cao cấp một thông mạch cảnh nho nhỏ lại dám chủ động ra tay với ta đây là đại nghịch bất đạo theo luật đáng chết thối lắm tiểu xúc sinh nhà ngươi có thể là trận sư cao cấp vậy ta còn là thánh thượng hồ nguyệt mai nói không để ý đừng tưởng rằng bản thân phá giải một trận pháp là có thể giả mạo trận sư cao cấp ngươi chẳng qua là may mắn mà thôi hơn nữa trận pháp còn không có thật sự phá được lăng hàn không để ý đến năm ngón tay chỉ là hơi dùng sức a à, vu sơn lại kêu thảm thiết mau buông tay vu hải hét lớn một tiếng vung quyền đánh qua lăng hàn nhẹ nhàng đưa tay ra cổ tay của vu hải cũng rơi vào trong bàn tay của hắn a à, vu hải cũng kêu thảm thiết không dứt cùng vu sơn một cao một thấp một ứng một hòa giống như đang hát đôi đáng chết vu đông ngồi không yên hai đệ đệ xấu mặt ở trước mặt mọi người trên mặt hắn cũng không nén được giận lúc này hắn chợt nhảy ra vọt về phía lăng hàn hắn lại là hoán huyết cảnh thực lực so với hai đệ đệ lại tranh lệch như trời và đất ầm um, hắn một cước đá tới đập thẳng về phía đỉnh đầu của lăng hàn đôi mắt của lăng hàn lạnh lẽo cũng một bước đá ra nghênh đón về phía vu đông không tốt vu ích kinh ngạc kêu lên muốn ra tay nhưng đã muộn vút một cước này của lăng hàn đi sau lại tới trước đá vào trên bắp chân của vu đông tiếng xương vỡ thanh thúy truyền đến sau đó liền nhìn thấy bắp chân của vu đông nhất thời cong lại tạo thành độ cong dọa người. Vu đông ngã lăn trên mặt đất, ôm cái chân bị gãy kia, hét thảm lên. Đau, đau đến tận xương tận tâm, hai tay của lăng hàn rung lên, ném vu sơn, vu hải văng ra ngoài. Sau đó hắn thản nhiên nói, muốn chết phải không, được, thành toàn cho các ngươi. Vương bắt đản, tiểu Súc sinh, trên khóe mắt hồ nguyệt mai có giọt lệ giống như sắp trào ra. Ba nhi tử đều bị tiểu ác nhân này đả thương ngay trước mặt mình, khiến cho nàng căm hận lăng hàn thấu xương nàng cũng vọt ra ầm huyết khí sôi trào nàng lại đánh một trưởng về phía lăng hàn trước đây nàng lại là nữ hào môn vô ích cũng vì thèm muốn quyền thế nhà nàng mới cưới nàng làm vợ bởi vậy cho dù sau này thực lực của vô ích càng lúc càng mạnh vị trí ngồi càng lúc càng cao nhưng vẫn còn có chút sợ hãi nàng nàng khi quen làm thổ bá vương hiện tại có người lại dám ở trước mặt nàng khi dễ con trai của nàng hơn nữa còn không phải là một mà chính là ba như vậy bảo nàng làm sao nhịn được đi tìm chết ầm um, một trường vung qua thanh thế kinh người nàng là ngũ biến từ lúc hai mươi mấy năm trước nàng đã đạt được cảnh giới này nhưng nàng trước sau không có cách nào đột phá cực cốt cảnh nhưng xét về chiến lược lại mạnh mẽ hơn nhiều so với ngũ biến bình thường lang hàn liếc mắt nhìn vô ích đối phương hoàn toàn không có ý định ra tay ngăn cản sát cơ của hắn tràn ra bất chợt ngưng quyền đánh ra ầm um, hồ nguyệt mai nhất thời bị đánh bay ra ngoài nàng vội vàng đứng lên vẫn muốn tiếp tục xông về phía trước. Nhưng nàng chỉ cảm thấy ngực đau đớn dữ dội, nàng cúi đầu vừa nhìn xuống, lại hoảng sợ gần chết. Ngực của nàng thình lình có thêm một cái lỗ, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh vật ở phía sau lưng. Ta, vút, một ý niệm này còn chưa kết thúc, cả người nàng liền mềm nhũn, nằm ngã trên mặt đất, lại không có một tia khí tức. Tất cả mọi người hoảng sợ, thứ nhất là vì thực lực của Lăng Hàn, thứ hai là lá gan của hắn, hắn lại dám giết người ở ngay trước mặt vô ích, chương 3772, đánh bại ngũ cốt một. Nương, ba huynh đệ vu đông đều kinh ngạc kêu lên, dù thế nào, bọn họ cũng không nghĩ tới, chỉ trong nháy mắt mà thôi, lão nương luôn luôn bảo vệ bọn họ lại chết đi. ầm ừ, trên người của vu ích có khí thế kinh khủng di chuyển. Sắc mặt hắn vô cùng cổ quái, vẫn luôn biến hóa. Nhìn thấy được thê tử của chính mình bị giết chết ngay lập tức, trong khoảng thời gian ngắn hắn lại có thể có cảm giác ngũ vị tạp trần. Có chút khổ sở, dù sao đây là thê tử kết tóc, nhưng hắn lại có chút cao hứng và may mắn bởi vì hồ nguyệt mai gen tuông cực lớn vẫn không để cho hắn cưới thiếp hiện tại nữ tử hung dữ này vừa chết còn có ai có thể ngăn cản hắn đi tìm kiếm mỹ nữ trẻ tuổi nữa dĩ nhiên ở trước mặt mọi người ở ngay trước mặt hắn thê tử bị giết chết hắn nhất định phải giết chết lăng hàn bằng không sau này hắn còn có mặt mũi nào gặp người khác nữa người thật to gan vô ích lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ nói nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Lăng Hàn lại tràn ngập sự nghi ngờ. Hắn có thể khẳng định, thời điểm trước đây khi hắn nhìn thấy Lăng Hàn, đối phương tuyệt đối là thông mạch cảnh. Nhưng bây giờ mới qua chưa đầy nửa năm, thế nào đối phương lại nắm giữ thực lực giết chết Hồ Nguyệt Mai? Nữ tử hung dữ này tuy rằng cũng chỉ là ngũ biến, nhưng nàng đã dừng lại ở trên trình độ này rất nhiều năm, chiến lực mạnh hơn rất nhiều so với ngũ biến bình thường. Lẽ nào, tiểu tử này là cực cốt cảnh? Không có khả năng, chỉ có chút thời gian như vậy lại nhảy lên hai bậc lớn. Cho dù là yêu nghiệt ép trời ở đế đô kia cũng không có khoa trương như vậy. Chính bởi vì có e ngại như vậy, hắn không lập tức ra tay. Lang Hàn lại thản nhiên nói, Vu thành chủ, cả nhà các ngươi hai lần ba lượt sỉ nhục ta, bắt nạt ta, lại không cho phép ta phản kháng sao. Dám ở trước mặt bản tọa giết người, người phải lấy máu trả nợ máu. Vu ích hít vào một hơi, hắn lấy ra một thanh đoàn đao dỉ rét loang lổ, phía trên có vài giường vân kỳ quái, nhưng đã bị mài mòn rất nhiều. Đây là pháp khí, điều này cho thấy vô ích rất coi trọng Lăng Hàn, lại trực tiếp lấy ra sát khí mạnh nhất của hắn. Không có cách nào, hắn vừa dùng hết huyết khí sôi trào, trong khoảng thời gian ngắn thiếu thủ đoạn bạo phát. Lăng Hàn vuốt tay, nói, đã như vậy, vậy phóng ngựa đến đây đi, vô ích sung tay phải lên, đường vân trên thanh đoản đao nhất thời phát sáng, ầm, thanh đao này tản ra sát khí đáng sợ, giống như một con mãnh thú đột nhiên hồi phục lại. Xoạt, hắn chém ra một đao, nhất thời có một đạo đao khí chém về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn cầm quyền, đánh ra, ầm, um, đạo đao khí này nhất thời tan rã, nhưng dưới lực lượng khổng lồ này đẩy mạnh, hắn vẫn chưa thật xa về phía sau. Lực lượng chênh lệch ở trong đối kháng chính diện lộ rõ hoàn toàn. Nhất cốt, vô ích nhíu mày, sau đó lắc đầu, lực lượng của Lăng Hàn chắc hẳn còn không có đạt được nhất cốt, lại vượt xa ngũ biến. Điều này thật kỳ quái, vô ích lại kỳ quái, lại chấn động kinh ngạc nhưng hiện tại hắn cũng không có khả năng thu tay lại mối thù giết vợ không đội trời chung không quan tâm hắn thật ra có chán ghét thê tử kết tóc này tới mức nào thậm chí từng có ý định thuê người tới giết thê tử nhưng ở ngay trước mặt hắn trước mặt của mọi người bị người khác giết chết điều này lại không được mối thù này không báo hắn còn có thể ngồi ở trên chức thành chủ của cát ninh thành sao ngay cả thê tử của chính mình cũng không bảo vệ được còn trông cậy vào hắn có thể bảo vệ một thành lớn sao Vèo, hắn phóng người ra vùng đao bổ về phía Lăng Hàn. Lực lượng của hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, tự nhiên phải biến ưu thế này lớn hơn nữa. Lăng Hàn cười nhạt, cho rằng lực lượng mạnh mẽ thì nhất định có thể thắng được sao. Tới đi, thử xem lôi quang quyền, thân hình hắn chợt nghiêng đi, nhảy về phía sau, sau đó hai tay bắt đầu vung lần. Âm 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 âm, nhất thời, khắp bầu trời đều là từng quyền ấn, bởi vì đột phá vận tốc âm thanh, hóa thành thực chất, không ngừng đánh về phía vô ích ta, dựa vào, vô ích không khỏi nhe răng, điều này cũng quá kinh khủng, hắn vội vàng vùng đao tự vệ, phụt 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 phụt, đao khí cuốn qua, quyền ấn liền bị tan giã, ở trên phương diện lực lượng hắn quả thực chiếm thượng phong tuyệt đối. Nhưng Lăng Hàn thắng ở tốc độ công kích cũng đủ nhanh, nhanh đến mức người chém nát một đạo quyền ấn, hắn có thể đánh ra hai đạo thậm chí ba đạo. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho vô ích cũng không chống đỡ nổi, không thể không lui về phía sau. Ách, mọi người há hốc miệng, đây là tình huống gì lăng hàn tùy ý chém ra một quyền đánh về phía vu đông lôi quang quyền là nhanh tới mức nào phụt vu đông lập tức bị đánh bạo hóa thành mưa máu a Vu ích lập tức phát ra tiếng gào thét giống như con sói cô độc bị thương thê tử kết tóc chết hắn hoàn toàn không có một chút xúc động nào dù sao không có tình cảm chỉ có chán ghét nhưng con trai lại là thịt đầu quả tim của hắn tuyệt đối là ruột thịt ba người con trai này quen thói ngạo mạn như vậy thật ra cũng không thiếu được sự cưng chiều của hắn. Hồ Nguyệt Mai chết, hắn không phẫn nộ, cũng không có bạo phát. Nhưng bây giờ con trai chết, hắn cuối cùng phẫn nộ, bạo phát. Tiểu súc sinh, đi tìm chết cho ta. Trượng đao của hắn lao đến, mang theo sát cơ vô tận. Lăng hàn hừ một tiếng, lại là một quyền đánh về phía vu sơn. Không, Vu ích vội vàng chuyển thân hình, nhảy về phía vu sơn. So với việc giết lăng hàn báo thù, đương nhiên bảo vệ tính mạng của vu sơn quan trọng hơn nhưng mà tốc độ tấn công của hắn làm sao có thể so sánh được với lôi quang quyền ầm vu sơn cũng biến thành mưa máu ngươi 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 toàn thân vô ích run lên hắn muốn giết người hắn muốn giết lang hàn lang hàn cười nhạt lại nhìn về phía vu hải bị hắn để mắt tới vu hải không tự chủ được run rẩy hắn chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra cũng sắp đứng không vững bịch hai chân hắn mềm nhũn quỳ xuống không cần cầu xin ngươi không cần ở ngay trước mặt mọi người hắn lớn tiếng khóc lên. Mặc dù có lão phụ cấp bậc ngũ cốt ở đây, nhưng Vu Hải lại hoàn toàn không cảm giác được một chút an toàn nào. Không thấy được Vu Đông và Vu Sơn đều chết như thế nào sao? Còn có mẫu thân, kẻ đối diện này không phải là người, mà là ma quỷ. Vu Ích tức giận đến mức thiếu chút nữa tự tay giết chết Vu Hải. Nhưng nghĩ tới đây là đứa con trai cuối cùng của mình, hắn liền mạnh mẽ đè ép sát khí như vậy xuống. Chương 3773, đánh bại ngũ cốt 2. Con trai biểu hiện hèn yếu như vậy, khiến cho hắn vừa tức vừa giận, trên mặt không có ánh sáng. Mà kẻ cầm đầu gây họa, tất nhiên là Lăng Hàn. Chỉ là hắn lại sợ Lăng Hàn giết chết Vu Hải, nên hoàn toàn không dám chủ động xuất kích. Lăng Hàn cười nhạt, phóng người nhảy lên một cái, xông về phía Vu Ích. Hắn cũng không có nhiều thời gian để lãng phí ở trên người đối phương. Ở đây vẫn còn có rất nhiều bảo quả đang chờ hắn đi ngắt lấy. Yêu Hầu Quyền, tần suất công kích 30 lần trùng điệp lực lăng hàn dùng tới chiến lược mạnh nhất của mình phải tốc chiến tốc thắng đâm đầu vào chỗ chết vô ích cười lạnh hắn không dám chủ động công kích chỉ sợ lăng hàn giết chết vu hải nhưng bây giờ lăng hàn vào tới vậy dĩ nhiên đã hóa giải nỗi lo lắng của hắn xoạt hắn vung đao chém tới lăng hàn sôi trào huyết khí ầm trên người hắn có khí thức màu vàng nhạt lưu chuyển lực lượng trong nháy mắt tăng vọt cái gì từ biến vô ích giật mình kinh ngạc lăng hàn này vừa sôi trào huyết khí khi tức lộ ra ngoài, tất nhiên cũng không có khả năng ẩn giấu tu vi. nhưng chính là như vậy mới khiến cho vô ích giật mình, trong mắt cũng muốn rơi ra ngoài. chỉ là tứ biến lại có thể chống lại mình, tứ biến thì thế nào? Lang Hàn cười nói, hắn lấy ra năng lượng thạch quấn ở trên nắm tay, từng quyền cùng đoạn đao cứng rắn va chạm. ầm 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 ầm, hơn 10 quyền đánh xuống, vô ích chỉ cảm thấy tay mình cũng đang run rẩy, có loại cảm giác cầm đao không vững. làm sao có thể? hắn lại là ngu cốt, ngu cốt lại có thể ở trong đối kháng chính diện không bằng một tứ biến. Hắn không tự chủ được, nghĩ đến yêu nghiệt ép trời ở đế đô kia. Có người nói người kia mạnh đến mức nghịch thiên, chính là nhảy qua một cảnh giới lớn vẫn còn có thể nghiền ép tất cả đối thủ. Yêu nghiệt này hắn chỉ mới nghe thấy mà thôi, nhưng người trẻ tuổi trước mặt đang cùng hắn đối kháng, lại nghiễm nhiên biểu hiện ra chiến lược khủng khiếp như vậy. Hóa ra, trên đời thật sự có thiên tài, trong lòng hắn không khỏi thở dài vì sao không để cho ba đứa con trai của mình thu liễm một chút không nên lớn lối như vậy bằng không cũng không đến mức chọc tới lăng hàn đến mức chết hai người hắn cũng tự trách mình nổi lòng tham nhìn người ta là trận sư lại muốn lợi dụng năng lực của người ta kết quả lại kết thù nhưng mà không có thuốc hối hận nào có thể ăn hiện tại chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là giết chết lăng hàn báo thù cho thê tử cho con trai lăng hàn đại bạo phát tay trái lấy ra năng lượng thạch chuyên môn phòng ngự tay phải lại lấy ra năng lượng kim tăng cường công kích ở dưới sự điên cuồng công kích này vô ích nhất thời không chịu được năng lượng cấp độ cao vì sao gọi là cấp độ cao cũng là bởi vì uy lực cực lớn trình độ vượt xa bí lực muốn lấy bí lực đối đầu với năng lượng cấp độ cao vậy cần phải ở trên phương diện lực lượng vượt qua rất nhiều lần vô ích quả thực có lực lượng cường đại hơn so với lăng hàn nhưng sau khi lăng hàn bạo phát huyết khí hắn lại có bao nhiêu ưu thế lớn khoảng chừng gấp đôi mà thôi ở dưới 30 tầng lực lượng yêu hầu quyền công kích, vô ích đã quá sức, huống gì còn có tần suất công kích và năng lượng cấp độ cao. ầm um, đoàn đao trong tay vô ích bay ra, nắm đấm của Lăng Hàn cũng nặng nề nghiền qua, đánh thẳng vào mặt hắn. Hắn miễn cưỡng đưa hai tay che ở trước người đón đỡ. Nhưng hắn chỉ cảm thấy trong xương truyền đến cảm giác đau đớn mãnh liệt. Khẳng định đã bị đánh gãy. Giờ phút này, vô ích lại không có tâm tư may mắn. Người trẻ tuổi này là quái vật giống như Hồng Thiên Bộ, có thể nhảy qua một cảnh giới vô địch. Hắn bắn thân hình lên cáo, muốn nắm lấy người con trai cuối cùng của mình bỏ chạy. Hư, lang Hàn cười lạnh, đổi sang sử dụng lưu quang quyền. Âm âm âm, vô số quyền ấn bạo phát, mang theo năng lượng màu vàng, lao tới công kích về phía vô ích. Công kích như vậy, vô ích cho dù toàn lực phòng thủ vẫn không có cách nào hoàn toàn hóa giải. Hiện tại trốn thì thế nào? Hắn nhất thời chúng chiêu, liền bị đánh vài quyền. Năng lượng cấp độ cao đơn giản xé ra phòng ngự của hắn, tạo thành đả kích nặng nề đối với hắn. Ầm, um, Vu Ích ngã trên mặt đất, trên thân thể có bao nhiêu cái gãy xương, máu tươi đầm đìa. Hắn đâu còn có một chút uy phong nào cường giả ngũ cốt. Tất cả mọi người chấn động kinh ngạc đến không biết phải nói gì. Một tứ biến đánh bại ngũ cốt, ai có thể tin tưởng? Lăng Hàn nhìn về phía Vu Hải, đối phương rứt khoát nhắm hai mắt lại, sợ hãi tới mức hôn mê bất tỉnh. Ha 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 ha, người dám giết ta sao? Vu Ích cười nói chỉ là nụ cười này khiến trong miệng hắn lại điên cuồng phun ra máu tươi. Ta lại là thành chủ của huyền Bắc Quốc, nếu như ngươi giết chết ta, liền tương đương với phản quốc. Hắn tiếp tục vừa phun máu vừa cười, ở đây có nhiều nhân chứng như vậy, ngươi dự định giết người diệt khẩu sao. Những lời này nói ra, mọi người không khỏi đồng thời lui về phía sau mấy bước. Cho dù ngươi giết chết bọn họ cũng vô dụng, bên ngoài vẫn có rất nhiều người, vô ích ho khan, lẽ nào, người có thể giết hết người trong thiên hạ sao? cái này cũng không cần ngươi lo lắng, lăng hàn đánh ra một quyền, giết chết vu ích. có điều cố kỵ thì không giết sao? a, à, trước đó hắn đã ghi lại hình ảnh năm người nhà bọn họ đã nhiều lần sỉ nhục đối với hắn. có chứng cứ như vậy, hắn hoàn toàn có lý lẽ. trận sư cao cấp thiêm đan sư cao cấp, sao có thể để cho người ta khinh thường sỉ nhục được? về phần chiến đấu với vu ích, ách, chiến đấu tránh không được sẽ có thương vong. vu ích lại một lòng muốn báo thù cho thê tử và con trai, từng chiêu ngoan lệ. Lăng Hàn không hạ tử thủ, người chết sẽ là hắn. Dĩ nhiên, giết thành chủ của đế quốc, Lăng Hàn khẳng định vẫn phải nhận chút trừng phạt, nhưng tuyệt đối sẽ không quá mức nghiêm trọng. Hắn lại đánh ra một quyền, Vu Hải cũng bị giết chết trong nháy mắt, những người xung quanh, toàn thân đều run lên, vị này sẽ không nổi sát tính, thật sự giết bọn họ diệt khẩu chứ. Lăng Hàn cười nhạt, các ngươi không động tới ta, ta tất nhiên cũng sẽ không giết các ngươi. Mọi người liền vội vàng gật đầu, nhưng trên mặt lại đều tràn ngập biểu tình không tin. Đại ca, ta đột nhiên có chút việc, không bằng ngươi mở trận pháp này ra, ta đi trước. Có người nói, "A, à, đúng đúng đúng, ta cũng có chuyện đi trước." Lập tức liền có người phụ họa, "Chương 3774, giết thì đã có sao? Có một liền có hai." Tất cả mọi người đều biểu thị, tất cả bọn họ có việc gấp cần phải xử lý, Thỉnh cầu mở ra trận pháp để cho bọn họ ra ngoài. Lăng Hàn biết, những người này vẫn sợ mình giết người diệt khẩu hắn cười ném ra chờ tuyệt trận lại mở ra lỗ thủng mọi người giống như ngựa khát uống nước suối phía sau tiếp phía trước chạy ra ngoài chỉ là một hồi tất cả mọi người đều chạy sạch bên ngoài lại không có một ai tiến vào bọn họ tất nhiên là khiếp sợ chiến lực của lăng hàn quá kinh khủng nghiễm nhiên vô địch cực cốt cảnh còn ai dám tranh cướp bảo quả với hắn ầm um, trận cơ của chờ tuyệt trận không chống đỡ nổi lực lượng của trận pháp rất nhanh lại tan vỡ lăng hàn quay đầu lại hắn cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, tìm kiếm bảo quả quan trọng hơn. Hơn nữa, trên đời này cũng không chỉ có hắn là trận sư. Nói không chừng phía sau rất nhanh lại có người mang theo trận sư qua, phá vỡ cấm chế tiến vào. Cần tận dụng thời gian, vườn thuốc lớn đến kinh người, có thể tưởng tượng được, trước đây hàng nguyệt giáo này khẳng định rất có thế lực, mới trồng vô số bảo thụ, bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm đệ tử cường đại. Nhưng bây giờ, phần lớn khu vực ở đây đều chỉ còn lại có cỏ dại. Lăng Hàn tìm một hồi, phát hiện ra gốc cây bảo thụ đầu tiên. Huyết nguyệt ngân lân quả, cây này rất cao, có chừng 10 trượng, nhưng phía trên kết trái lại thật sự ít ỏi. Chỉ có 9 quả, Lăng Hàn nhìn xuống, 9 quả này phần lớn đều không có trưởng thành, bằng không đứng ở phía dưới sẽ ngửi thấy được mùi trái cây mê người. Để lại hay là không để lại, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, vẫn leo lên cây, hái 9 quả xuống. Lưu lại cũng chỉ có tiện nghi cho những người khác, còn không bằng tự mình hái. Tuy rằng dược hiệu sẽ yếu hơn rất nhiều, nhưng luôn có thể mang đến cho hắn một ít lợi ích. Hắn lại bắt đầu tìm kiếm, nhưng lúc này vận khí của hắn thật sự không được tốt. Tuy rằng lại để cho hắn tìm được vài cây bảo thụ, nhưng kết quả đều không có chín, còn rất non. Có khả năng cần 2-3 năm nữa mới có khả năng chín được. Nửa ngày sau, hắn cuối cùng có thu hoạch, hắn hái được bốn quả lưu diễm hỏa liên đã chín. Loại quả này cũng giống như quả hồng lông, cũng có thể nâng cao tu vi. Nói như vậy, sau khi đột phá ngũ biến là có thể rất nhanh đạt được ngũ biến đỉnh phong mục tiêu của lăng hàn đương nhiên không chỉ là ngũ biến mà là lục biến khiến cho trình độ sinh mạng tiến tới đột phá cực hạn hắn tiếp tục tìm kiếm dần dần hắn đi tới khu vực trung tâm của vườn thuốc ếch ếch heo béo bất mãn phát ra tiếng kêu ngươi là một tên khốn kiếp muốn heo đại gia nhà ngươi chết đói sao ăn hàng ngươi có thể có chút tiền đồ hay không lăng hàn cười nói con heo béo lắc cái đuôi nhỏ đối với chuyện tham ăn này nó chưa bao giờ cho là khuyết điểm được 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 ăn trước lang hàn lấy ra nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nấu lên lại nói tiếp hắn cũng có chút đói bụng sau khi một người một heo ăn no nê con heo háo sắc lập tức ngả đầu lại ngủ còn phát ra tiếng ngáy rất lớn lang hàn thở dài có thể ăn có thể ngủ không hổ danh là heo hắn mang theo con heo này đi sau khi lại đi một hồi hắn chỉ thấy phía trước xuất hiện một gian phòng diện tích rất lớn trên tường còn có từng đạo trận văn a à, bản thân vườn thuốc này lại có trận pháp bảo vệ vì sao phía trên gian phòng này còn có trận pháp lẽ nào phương diện này còn che cất số lượng thuốc hiếm lớn lang hàn không khỏi phấn chấn trên con đường võ đạo tê tầm bí cảnh sinh đan cảnh cũng có thể không phải là điểm cuối bây giờ hắn nhận được bảo quả đều nhằm vào hoán huyết cực cốt cảnh theo lý mà nói khẳng định còn có bảo quả cấp độ cao nhưng ở chỗ này sao một viên ăn vào khiến cho trình độ sinh mệnh của hắn xuất hiện biến hóa che trời lật đất hay sao? Hắn bắt đầu phá giải trận pháp, nhưng đây là một sát trận, chỉ là lấy niệm lực cảm ứng một chút, đã khiến lăng hàn phát ra một hàn ý mãnh liệt. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, ừ, heo háo sắc cuối cùng cũng phát huy được công dụng, tay phải của lăng vung lên, vèo, heo háo sắc lại bay ra ngoài, trận pháp bị kích động, nhất thời lại có một đạo kiếm quang chém về phía heo háo sắc. Phụt, kiếm khí chém rắn chắc, nhưng phòng ngự của con heo háo sắc cũng mạnh đến mức làm cho người ta không nói được lời nào. Đạo kiếm quang này cũng hoàn toàn không tạo thành tổn thương. Ếch ếch, nhưng con heo háo sắc lại tỉnh lại, bốn chân của nó múa loạn, khốn kiếp, hắn sắp ngã, ầm, con heo háo sắc bị quăng, ngã trổng vó, trận pháp lại không ngừng phát động, chém về phía con heo háo sắc. Vèo vèo vèo, kiếm quang giống như lửa cháy rừng rực, bay lượn đầy trời. lang Hàn lại nhìn không chớp mắt, hắn đang quan sát trận pháp, con heo béo tuy rằng không khiếp sợ công kích, nhưng bị kiếm quang công kích hiển nhiên khó chịu. Nó khó khăn di chuyển cái chân nhỏ ngắn, cố gắng chạy ra ngoài. Chỉ là kiếm quang đảo qua, nó đã bị chém bay. Đáng thương cho em bé. Không, đáng thương cho heo. Ở trong lòng lăng hàn mặc niệm một chút, lại quan sát càng cẩn thận hơn. Trận pháp chỉ là mượn đại thế của thiên địa, cho nên không có một môn trận pháp nào là không thể phá giải. Nhưng muốn phá giải trận pháp, lại cần phải lấy thân thử nguy hiểm người khác ai nguyện ý cho ngươi ngăn cản đao cho ngươi. Con heo háo sắc lại là nhân vật hoàn mỹ cho hành động này, đao thương không vào, phòng ngự khó giải, lại có thể hoàn toàn dẫn động uy lực của trận pháp ra, khiến cho lăng hàn quan sát tỉ mỉ. Mấy phút sau, hắn lộ ra vẻ kinh hãi, nếu như chính bản thân hắn tự mình đi thử, vậy bây giờ chỉ ít đã chết vài lần. Ừ, lần này mang theo con heo háo sắc thật sự không có sai. Chỉ ít mười mấy phút sau, heo háo sắc mới khó có thể bò đi ra. Nó quay về phía Lăng Hàn hừ hừ vài tiếng, hận không thể nuốt sống hắn. Đừng nóng giận, dù sao ngươi ra thô thịt dày không có chuyện gì. Lăng Hàn cười nói, cùng lắm thì, buổi tối mời ngươi ăn ngon. Heo béo muốn biểu hiện kiên cường một chút, nhưng nước miếng lại không tự chủ được chảy ra. Nó bị ai phát hiện, quá tham ăn cũng không phải là một chuyện tốt. Ngay cả tức giận cũng không làm được. Sử dụng ăn để giải quyết con heo nhỏ xong, Lăng Hàn tiếp tục cầm nó khi dò đường, tìm hiểu trận pháp này biến hóa hắn tập trung tinh thần, cũng quên cả thời gian trôi qua. Mãi đến khi con heo béo nhìn về phía hắn kháng nghị, hắn mới phát hiện sắc trời đều đã tối đen. Trường 3775, lại là hồ lô. Sau khi ăn xong, con heo háo sắc từ chối đón nhận thêm loại đãi ngộ vô nhân đạo này, nằm xuống ngủ say. Lăng Hàn sử dụng não hết một ngày, cũng có chút mệt mỏi. Hắn liền tiến vào trong hồ lô nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn hoàn thành tu luyện trước, sau đó tiếp tục để cho heo háo sắc đi thử trận. Hai ngày, ba ngày, bốn ngày, cũng không có người khác tiến đến. Hay là đã có người tiến đến, nhưng còn không có đi tới chỗ hắn. Lăng Hàn lại cứ như vậy, mỗi ngày suy nghĩ trận pháp. Tuy rằng vẫn không có thể phá giải, nhưng hắn lại có cảm giác, mình ở trên trận pháp đã nắm giữ được vài phần. Lại qua hai ngày sau, Lăng Hàn cuối cùng có manh mối. Hắn đi nhanh tới, dưới chân đạp trên tuyến đường quỷ dị, trong tay lại ném ra trở tuyệt trận. Trận pháp này uy lực quá lớn, một chừa tuyệt trận nhiều lắm chỉ có thể khiến cho trận pháp chậm lại nửa giây. Thật may, hắn đi trong cái hở của trận pháp, cũng chỉ cần thời gian nửa giây này liền đi tới chỗ khe hở. Nửa phút sau, hắn cuối cùng đi tới trước cửa, hắn đẩy cửa tiến vào, bên trong này chính là một đình viện, có dựng một cái giá lớn. Trên cái giá treo đầy dây, rũ xuống tới bảy cái hồ lô màu sắc khác nhau. Hồ lô, lại là hồ lô, Lang Hàn nhe răng nhếch miệng lẽ nào đây là tiết tấu muốn lại đưa cho hắn bảy cái dưỡng nguyên hồ lô sao? Nhưng hắn hy vọng nhận được bảo quả cao dai, có thể cho trình độ sinh mệnh của hắn xuất hiện bay vọt cực lớn. Lại là hồ lô, hắn thế nào lại có duyên cùng hồ lô như vậy? Cái này, hồ lô có thể ăn được sao? Lăng hàn gãi gãi đầu. Đầu tiên, hắn ném con heo béo ra ngoài. Thật may, trong viện cũng không có trận pháp, an toàn. Hắn đi tới dưới cái giá, ngẩng đầu nhìn bảy cái con hồ lô phía trên. Đỏ, cam, vàng, xanh lục, lam, xanh lục, tím, bảy loại màu sắc, có vẻ vô cùng lóa mắt. Hơn nữa, rõ ràng không có gió, nhưng bảy cái hồ lô lại đang nhẹ nhàng di chuyển. Rất cổ quái, ta thế nào luôn có thể gặp phải chuyện lạ như vậy? Lăng Hàn thì thào, heo béo cũng nhìn hồ lô, trong ánh mắt lại có thể thoáng lộ ra một sự kinh ngạc. Hái xuống xem thử, Lăng Hàn thì thào, không nên, lại chờ vài ngày, mấy âm thanh đột nhiên đồng thời xông vào trong thức hải của Lăng Hàn. Rõ ràng chỉ có hai câu nhưng thật giống như là năm sáu người đang đồng thời mở miệng a à, lang hàn kinh ngạc đây là thần thức truyền âm chỉ khi niệm lực đạt được độ cao tương đối mới có khả năng vận dụng nơi này có đại sư lực tinh thần sao lang hàn quay đầu nhìn chung quanh lại không nhìn thấy một người nào kỳ quái tuy rằng niệm lực vô hình có thể xuyên qua tường nhưng nơi này có trận pháp bảo vệ niệm lực cũng không xuyên thấu được cho nên những người vừa lên tiếng khẳng định ở trong sân vấn đề là trừ hắn ra cũng chỉ có một con heo heo háo sắc đang nói chuyện với hắn sao hiển nhiên không có khả năng nếu có thể lấy niệm lực khai thông con heo này đã sớm làm như vậy không có khả năng kéo dài đến bây giờ hơn nữa heo háo sắc cũng sẽ không nói ra loại lời lẽ ngốc nghếch không đầu không cuối như vậy chờ một chút hắn vừa thì thào nói muốn hái hổ lô xuống sau đó mới có câu trả lời như vậy hắn suy nghĩ một chút lại lẩm bẩm ai đang nói chuyện với ta thôi kệ không quan tâm, cứ hái hồ lô xuống trước đã. Không thể hái, chúng ta còn thiếu vài ngày nữa có khả năng chín được. Như vậy sẽ làm chúng ta bị tổn thương, lại là hai câu nói vang lên ở trong thức hải của Lăng Hàn. Cảm giác lại giống như có vài người đang đồng thời mở miệng. Lăng Hàn kinh ngạc, dựa vào, là hồ lô đang nói chuyện với mình, gặp quỷ, hay là thành tinh, bảo quả thiên địa, được linh khí thiên địa, có thể nâng cao cực lớn trình độ sinh mạng. Nhưng từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua, bản thân bảo quả còn có thể sinh ra linh trí, nhắn nhủ ý niệm. Thật đúng là đáng ngạc nhiên, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quyết định chờ thêm mấy ngày xem sao. Hắn cũng không có lãng phí thời gian, lấy ra quả hồng lông, ăn vào, luyện hóa. ầm um, dược lực ở trong cơ thể hắn vận chuyển, cuộn trào mãnh liệt, tăng lên trình độ sinh mệnh của hắn. Công pháp của hầu ca không hổ danh là diệu pháp đỉnh cấp, hiệu suất hấp thu, luyện hóa dược lực cao kinh người. Một quả hồng lông chỉ dùng hơn 2 giờ lại luyện hóa kết thúc. Lăng Hàn thoáng lộ ra một vẻ tươi cười, cứ theo tình hình thế này, sau khi luyện hóa tất cả những quả hồng lông này, hắn có thể bước vào tứ biến đỉnh phong. Thoải mái, hắn ăn từng quả một, heo háo sắc cũng muốn tới gần ăn một miếng, lại bị Lăng Hàn ném ra thật xa. Nó tức giận đến mức hừ hừ không dừng, lòng dạ hẹp hòi, quá hẹp hòi, không phải mấy bảo quả cấp thấp thôi sao, phi, loại này cũng xứng làm bảo quả sao. Thời gian một ngày trôi qua, Lăng Hàn đã luyện hóa tất cả quả hồng lông, hắn cách tứ biến đỉnh phong cũng chỉ kém một đường sáng sớm hắn tu luyện ở thời điểm mặt trời vừa lên chỉ là mười mấy phút sau hắn liền phát hiện mình gặp phải bình cảnh không có cách nào lại nâng cao lực lượng thêm được nữa tứ biến đỉnh phong hắn không vội vàng đi trùng kích ngũ biến tuy rằng hắn vô cùng muốn nâng cao cảnh giới nhưng tuyệt đối không thể mù quáng vì cảnh giới mà nâng cao cảnh giới hắn cần phải đầm chắc cơ sở trước biện pháp tốt nhất chính là thực chiến nhưng ở đây cũng không có đối thủ lăng hàn không thể làm gì khác hơn là lấy niệm lực tự điều tra xem trong thân thể có còn chỗ nào không hoàn mỹ nữa hay không bên kia hắn còn đang nâng cao thể thuật không phải lúc này đây giống như bí lực có thể dựa vào mấy bảo quả lại thoáng cái tăng lên cho dù là mật ong tím vàng cũng chỉ là khiến cho hắn tiến cảnh nhanh hơn một chút nhưng tuyệt đối không thể một đêm lại tu luyện đến đỉnh phong một ngày lại một ngày trôi qua rất nhanh lại là ba ngày qua đi ừ lăng hàn ngẩng đầu hắn nhìn thấy được có quả hồ lô màu đỏ đang kịch liệt rung động hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trên dây leo rơi xuống quân tử không đứng dưới tường sắp đổ hắn quyết đoán bước ra vài bước để tránh hồ lô rơi xuống đập ở trên đầu của hắn đây cũng không phải là điều thừa chỉ là một lúc sau vút quả nhiên hồ lô màu đỏ rời khỏi dây leo ở dưới tác dụng của trọng lực rơi xuống mặt đất đây coi như là chín sao vậy muốn ăn thì phải thế nào kho hay là hấp vút, lại ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Lăng Hàn, quả hồ lô màu đỏ lớn đột nhiên lại vỡ ra, hóa thành hai nửa. A, à, quá quen, còn tự mình mở ra. Chương 3776, đại Hoa. A à, phụ thân, một giọng nói thanh thúy truyền đến, chỉ thấy trong hồ lô lại có thể có một đứa trẻ bò ra ngoài. Lăng Hàn ngây ngẩn cả người, tuy rằng nữ nhân của hắn không tính là ít, nhưng tuyệt đối không có mang bầu ở sau lưng hắn, ừ, còn là một nữ hài. Thấy Lăng Hàn không trả lời, Tiểu hài từ nghiêng đầu, lẩm bẩm nói: "Gọi phụ thân không có phản ứng, chẳng lẽ là nương, kỳ quái, lẽ nào ta nhìn lầm? Thôi đi, ai bảo chúng ta gặp phải." Dựa vào, tiểu nữ hài cũng quá thành thục, vừa sinh ra đã biết nói như vậy. "A à, nương." Tiểu nữ hài lại giòn giã nói. Lăng Hàn lau mồ hôi lạnh, nói: "Ta là nam, đúng không?" Tiểu nữ hài vỗ tay một cái, bộ dạng biết sớm biết là như vậy. Hai bắp chân nàng kéo dài, chạy tới, giang hai tay ra, nói: phụ thân ta muốn ôm một cái mừng được làm phụ thân lăng hàn thở dài bế tiểu nữ hài lên nói ta không phải phụ thân của ngươi tiểu nữ hài lộ ra biểu tình khiếp sợ ngươi vẫn muốn làm nương sao dựa vào người thế nào lại cắn chết ở trên chuyện này vậy lăng hàn thở dài nói vẫn là gọi bằng thúc thúc phụ thân tiểu nữ hài đặc biệt kiên trì lăng hàn thở dài thôi đi đây chỉ là một cách xưng hô mà thôi không cần quá tính toán ngươi đây tính là cái gì đứa trẻ hồ lô sao? Hắn phỉ nhổ nói, a à, phụ thân, làm sao ngươi biết? Tiểu nữ hài nghẹo đầu nhìn lăng hàn, bộ dạng ngươi thật thông minh. Từ trong hồ lô vỡ tới, không phải là đứa trẻ hồ lô lại là cái gì? Lăng hàn vừa nhìn về phía sáu cái hồ lô khác, không khỏi nhe răng. Không phải ở trong đó đều là hài tử như vậy chứ? Mỗi một hài tử còn muốn gọi hắn là phụ thân sao? Chỉ có điều, tiểu hài tử này bụ bấm, trong veo như nước, thực sự khiến cho người ta yêu thích. Phía trên kia đều là đệ đệ, muội muội của ngươi sao?" Hắn hỏi vậy, bởi vì trước đó có người truyền âm thần thức cho hắn, cũng không chỉ là một giọng nói. "Phổ thân thật thông minh." Tiểu nữ hài khen, "Được, bị một tiểu hài tử tán dương." Lăng Hàn nhìn tiểu hài tử này, nói, "Ngươi có tên không? Những đứa trẻ hồ lô còn chưa có xuất thế, có thể lấy niệm lực cùng hắn khai thông. Vậy sau khi lớn lên sẽ lợi hại tới mức nào? Không hổ danh là bảo quả trời sinh đất dưỡng." Chỉ là trong bảo quả còn có thể trồng ra người, đây thật sự là lần đầu nghe nói tới. Có, ta là đại hoa." Tiểu nữ hài nói, Lăng Hàn không khỏi toát mồ hôi, nói: "Vậy kế tiếp sẽ không phải là nhị hoa, tam hoa, tứ hoa mãi cho đến thất hoa sao?" "A, à, phụ thân ngươi thực sự quá thông minh, thảo nào có thể làm phụ thân của chúng ta." Đại hoa lại tán dương Lăng Hàn một câu. Ách, lại bị một tiểu hài tử tán dương, Lăng Hàn thở dài, hắn hình như càng lăn lộn càng kém hắn nhìn tiểu hài tử trắng trắng mềm mềm này đột nhiên lòng hiếu kỳ dâng cao nói ngươi sẽ bản lĩnh gì đại hoa giơ cánh tay ra sau so cơ bắp một chút nói phụ thân khí lực của ta rất lớn Lăng hàn không khỏi cười ha ha cái đầu giống như củ cải đỏ lại thể hiện tư thế như vậy lấy giọng điệu như vậy nói ra những lời này khiến cho hắn hoàn toàn không nhịn được cười éch éch con heo béo chậm rãi bỏ tới nó liếc mắt nhìn trộm đại hoa ánh mắt có chút là lạ đại hoa quay đầu nhìn ánh mắt liền lập tức sáng lên nước bọt lại không ngừng chảy xuống phổ thân chúng ta có thể ăn heo sữa quay sao chờ chút cái này phát triển cũng quá nhanh đi ngươi vừa xuất thế không phải nên bắt đầu từ bú sữa mẹ trước sao chỉ có điều thật sự bú sữa mẹ lang hàn nhất định sẽ vô cùng khó xử bảo hắn đi đâu vắt sữa đây con heo háo sắc giận dữ tại sao mỗi người đều muốn ăn heo sữa quay nướng 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 cái em gái người ấy nó đối với mỹ nữ tràn đầy khoan dung nhưng một nữ hài tử vừa mới xuất thế hiển nhiên không có khả năng kích thích nó thương hương thiết ngọc. Lúc này nó lấy hai mắt tức giận oán giận trở lại, trong miệng vẫn hừ hừ. Chơi thật vui, đại hoa đưa một tay ra ôm con heo béo lên, đừng thấy nàng cũng không có lớn hơn so với con heo béo là bao nhiêu, nhưng khí lực lại không nhỏ. Nàng ôm con heo này hoàn thành không gánh nặng gì, lang hàn tặc lưỡi lấy làm kỳ, thật sự không hổ danh là bảo quả, chưa sinh ra đã có thể lấy niệm lực khai thông, vừa xuất thế lại có thể nói cái mông trần bò trên mặt đất khí lực vẫn thật sự không nhỏ. Chỉ có điều, dù sao cũng là nữ hài tử, cứ để cái mông trần như vậy cũng không tiện, Lang Hàn tháo xuống một mảnh lá cây hồ lô, buộc vào trên người cho tiểu hài tử, vừa lúc sử dụng như cái yếm. Hắn bắt đầu chuẩn bị nấu ăn, đại hoa và heo béo lại đều bu lại, bộ dạng chảy nước bọt ròng ròng. Thật là không có tiền đồ, hắn làm xong cơm, hai người một heo lại bắt đầu ăn. Đừng thấy đại hoa vóc dáng nhỏ, nhưng ăn hoàn toàn không có một chút hàm hồ nào hoàn toàn không thể ăn uống ít hơn so với lăng hàn điều này làm cho lăng hàn không khỏi lo lắng nếu như bảy đứa trẻ hồ lô đều như vậy có thể ăn khiến cho hắn nghèo đi hay không ai hắn thở dài làm phụ thân của trẻ sơ sinh quả nhiên không dễ làm sau khi ăn xong lăng hàn quyết định đi tới nơi khác của vườn trái cây xem thử nơi này có trận pháp bảo vệ lăng hàn tin tưởng cơ hội bị người thứ hai xông vào là không lớn bởi vì tồn tại giống như heo béo có thể nói là có một không hai. Đã như vậy, người khác làm gì có nhiều cơ hội thử như vậy. Hắn kẹp con heo béo và đại hoa ở trong cánh tay, sau đó lấy bộ pháp đặc biệt đi ra ngoài. Tất nhiên hắn còn dùng đến trở tuyệt trận, thật may là số lượng đủ nhiều, không cần lo lắng sẽ bị nhốt ở trong vườn thuốc này. Đi một hồi, tìm kiếm trong khoảng gần 2 giờ, hắn cuối cùng có thu hoạch. Phía trước xuất hiện một gốc cây thực vật thấp bé, cao không quá nửa người, tạo ra tán lá dày đặc. Trong lá cây lại kết thành quả màu tím nhạt, đây là trường hồng quả, Lang Hàn lộ ra vẻ vui mừng. Trường hồng quả là loại bảo quả sinh mệnh, hắn muốn trùng kích ngũ biến, lục biến, rất cần tới vật như vậy. Thật ra không chỉ là hoán huyết cảnh, đến cực cốt cảnh cũng vậy. Mỗi lần đều cần quả sinh mạng để đền bù hoặc là khôi phục bản nguyên tiêu hao. Bởi vì cảnh giới nâng cao trên bản chất chính là nâng cao trình độ sinh mạng, tất nhiên cần phải tiêu hao rất nhiều bản nguyên sinh mạng. Đây cũng không phải là thứ bí lực có thể bổ khuyết chương 3777, nữ hài tử phát huy một Vận khí, vận khí, lại thêm tổng cộng 17 trường hồng quả, đều đã chín. Hắn vội vàng ngắt lấy, thu vào trong dưỡng nguyên hồ lô. Phụ thân, quả sinh mạng cấp thấp như vậy, phụ thân lại có thể cũng để ý sao? Đại Hoa vừa nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ khinh thường. Lăng Hàn lại cười ha hả ai muốn nguyện ý sử dụng quả sinh mạng cấp thấp như vậy tới đập hắn, hắn cũng không ngại. a à, còn có một hồ lô, Đại Hoa thần kinh có chút thô, lúc này mới phát hiện ra bên hông của Lăng Hàn còn buộc một cái hồ lô. Nàng không khỏi tràn ngập tò mò, lại gần nói: "Này, ngươi là ai? Đây là dưỡng nguyên hồ lô, cũng sẽ không tách ra, một hai tử nhảy ra được, tất nhiên sẽ không trả lời nàng." Đại Hoa nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu được, người huynh đệ tỷ muội này tại sao không nói chuyện với nàng. "A, à, trường hồng quả." Một tiếng kêu tràn ngập niềm vui bất ngờ truyền đến, chỉ thấy ba người trẻ tuổi cùng đi ra. Lăng Hàn có chút kinh ngạc, nhìn lại về phía ba người. Trong bọn họ khẳng định có một trận sư, nếu không không có khả năng tiến vào đây. Ba người kia tất nhiên cũng thấy được ba người Lăng Hàn, nhưng chẳng ai lộ ra vẻ kinh ngạc. Tổ hợp này thực sự quá kỳ quái, ngoại trừ Lăng Hàn thuộc về bình thường ra, một tiểu hài tử nhìn qua chỉ có chừng 2-3 tuổi, ngay cả y phục cũng mua không nổi, sử dụng lá cây quấn quanh. Một kẻ khác chính là con heo, ngoại trừ mập mạp có chút đáng yêu ra, không còn sở trường gì khác thám hiểm di tích cổ lại có thể mang theo hai gánh nặng như vậy sao ngươi thật đúng là biết chơi hư giao ra trường hồng quả lập tức liền có một người trẻ tuổi nhìn về phía lăng hàn quát lớn hắn mặc dù không có nhìn thấy được lăng hàn lấy quả nhưng có thể nhìn thấy được dấu vết lấy xuống rõ ràng vậy khẳng định là lăng hàn làm dựa vào cái gì lăng hàn cười nói chỉ dựa vào chúng ta mạnh hơn ngươi người trẻ tuổi kia nói toàn thân màu vàng biểu tình rất ngạo phát tinh không nên nói nhiều với hắn làm gì, trực tiếp bắt hắn, đánh một trận, hắn tự nhiên sẽ đàng hoàng. Bên cạnh một người trẻ tuổi mặc trang phục màu xanh nói. Một người trẻ tuổi mặc trang phục màu trắng đi sau cùng không nói gì, nhưng vẻ mặt cũng lộ ra sự kiêu ngạo. Được, trước bắt người đánh một trận đã, người mặc y phục màu vàng phát tinh nói, còn gỡ tay áo một chút. Dám, nghĩ tới đánh phụ thân ta sao? Đại hoa lập tức nổi giận, hai bắp chân giang ra, vọt về phía phát tinh vọt tới đại hoa lao ra tốc độ thật đúng là nhanh tới mức thái quá cho dù là lang hàn cũng thật sự không ngờ muốn bắt lại đã không bắt được ầm um, sau lưng đại hoa xuất hiện một đạo nấm mây sau đó mới có tiếng nổ vang lên mà lúc này tiểu hài tử này đã lao tới trước mặt phát tinh vung nắm đấm nhỏ trắng trắng mềm mềm đập tới ngay cả lang hàn cũng không nghĩ tới lực bạo phát của đại hoa sẽ kinh khủng như vậy huống gì là ba người kia quả thực cũng đúng ai có thể nghĩ tới một nữ hài tử lại có thể cường đại như vậy phát tinh thật giống như choáng váng bị một quyền của đại hoa đập ở trên mặt sau đó toàn thân đều bay ra ngoài hai người mặc y phục màu xanh y phục màu trắng nhìn theo bóng dáng phát tinh lưu chuyển trơ mắt nhìn hắn đụng ngã vài cây đại thụ sau đó mới ngã xuống a à, hẳn là rất đau ai chỉ với chút thực lực như thế còn muốn đánh phụ thân nhà ta quá yếu đại hoa lắc đầu bộ dạng xem thường không chịu nổi lang hàn kinh ngạc tốc độ của đại hoa vừa rồi tuyệt đối đạt tới gấp hai lần tốc độ âm thanh nữ hài tử này lại là tồn tại cực cốt cảnh lang hàn bị dọa cho giật mình hắn biết đại hoa chính là trời sinh đất dưỡng có rất nhiều điều bất phàm nhưng vừa sinh ra chính là cực cốt cảnh cái này cũng quá khoa trương đi nghĩ tới hắn coi như là do trời sinh đất dưỡng từ trong thần thạch xuất thế nhưng còn không phải là bắt đầu từ người phàm điều này quá không công bằng gặp quỷ hai người y phục màu trắng y phục màu xanh nhìn nhau một cái cũng không ngừng được chấn động kinh ngạc điều này quá kinh người thật làm cho không người nào có thể tưởng tượng được. Một nữ hài tử lại là cường giả cực cốt cảnh, nhất định là mình đang nằm mơ. Hai người các ngươi cũng không phải người tốt." Đại Hoa nhìn chằm chằm vào hai người mặc y phục màu xanh lục và y phục màu trắng, hai tay nắm thành quyền, lộ ra biểu tình nóng lòng muốn thử, rất hưng phấn. Lang Hàn xem như đã hiểu rõ, nhà đầu kia lấy danh nghĩa là đánh chút giận cho hắn, trên thực tế lại là muốn đánh nhau cho đã nghiền. Người mặc y phục màu trắng hừ một tiếng, hai tay vung lên, trên mặt đất nhất thời xuất hiện từng trận cơ trận sư ánh mắt lang hàn đảo qua liền lắc đầu người mặc y phục màu trắng này bày ra là thất lang sát trận thuộc về trung cấp còn trẻ như vậy đã có thể bày ra trận pháp trung cấp thật ra đã đặc biệt không dễ dàng nhưng chống lại cực cốt cảnh trận pháp này lại không đủ nhìn đợi trận pháp bày xong người trong lòng trấn mặc y phục màu xanh lam lại chấn tĩnh có trận pháp trợ giúp hắn khiến cho lòng tin của hắn tăng lên rất nhiều ta tới rồi Đại Hoa hưng phấn kêu lên, sau đó vọt tới. ầm, um, tốc độ thân hình của nàng tăng rất nhanh, song về phía trận pháp, ầm, um, trong nháy mắt nàng liền tới, toàn thân thật giống như một con quái thú viễn cổ. Toàn bộ trận pháp lập tức bị nàng đụng phải, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Hai người mặc y phục màu trắng, y phục màu xanh lục quá sợ hãi, nhưng còn không có chờ bọn họ tỉnh hồn lại, Đại Hoa lại một quyền đập tới. ầm, um, người mặc y phục màu trắng lập tức liền bị đánh bay nàng lại vung nắm đấm nhỏ trắng như tuyết lên, ầm, người mặc y phục màu xanh lục cũng bay ra ngoài, bạo lực, không nói đạo lý gì với ngươi, chính là lấy trạng thái cực kỳ thô bạo cứng rắn tới, trực tiếp nghiền ép. Đại hoa hình như đánh tới hưng khởi, quay đầu đưa mắt nhìn về phía lăng hàn, hình như ngay cả lăng hàn cũng muốn đánh. Tiểu bạo lực này điên cuồng rồi, lăng hàn nhe miệng, sáu người khác sẽ không phải cũng như vậy chứ, suy nghĩ một chút cũng có thể thấy sợ. Bảy nữ hài tử nhìn qua cả người đều vô hại, hơn nữa còn phấn nộn, trắng như tuyết vô cùng khả ái. Nhưng một khi lao tới, phải kêu là đằng đằng sát khí, bạo lực trở thành điên cuồng. Không được, sau này phải cố gắng giáo dục, không thể bạo lực như vậy. Đại Hoa, đi thôi, lang Hàn cười vẫy vẫy tay. Được phụ thân, Đại Hoa lại khôi phục lại dáng vẻ giống như búp bê, mũ mĩn mềm mại, vô cùng đáng yêu. chương 3778, Nữ hài Tử Phát Huy 2 ngay cả con heo béo cũng phải lắc đầu thầm thì ếch ếch phỉ nhổ sau này không biết có bao nhiêu người cũng bị dáng vẻ của tiểu hài tử này lừa gạt. Lăng Hàn không lại đi nhằm vào ba người phát tinh, nếu ba người này cũng không có dự tính giết người cướp của, vậy hắn tất nhiên cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng vẫn nên lục soát ba người một chút, chỉ có điều cũng không tìm thấy bảo quả, khiến cho hắn vô cùng thất vọng. Quỷ nghèo, hắn ném ra một câu nói, tiếp theo, hắn một tay ôm hài tử, một tay mang theo con heo, nghênh ngang rời đi. Ba người phát tinh xấu hổ và giận dữ muốn chết bọn họ làm người bị hại, bị đánh cướp còn bị ghét bỏ là nghèo. Không cần sỉ nhục người ta như vậy chứ. Lang Hàn tiếp tục tìm kiếm bảo quả. Hắn ở bên ngoài nhìn thấy được, ở đây bảo quả cũng không chỉ có một ít như hắn thu hoạch. Đại Hoa, người ở trong hồ lô sẽ tu luyện sao? Hỏi hắn, vẻ mặt hiếu kỳ. Đại Hoa chấp một chút mắt, nói. Thời điểm ở trong hồ lô, vẫn luôn ngủ. Mãi đến khi gần đây mới thỉnh thoảng tỉnh lại một chút. Dựa vào, thực lực còn là trời sinh, không cần tu luyện cũng lợi hại như vậy. Lang Hàn hâm mộ đố kỵ, vì sao hắn từ trong thần thạch đi ra không thể tự mang theo tu vi thiên tôn. Vậy sao ngươi có thể nói? Hắn lại hỏi, đại hoa nghiêng đầu, vẻ mặt kỳ quái. Sinh ra liền biết, Lăng Hàn không an tâm, vẻ mặt này của đại hoa hình như nhìn một cản trở về trí tuệ. Lăng Hàn không muốn hỏi, điều này cũng quá công kích người, nhưng lòng hiếu kỳ rất nhanh lại dâng lên. Hắn lại nói, vậy ngươi có không có truyền thừa huyết mạch gì, Sinh ra lại nắm giữ diệu pháp gì? Không có, Đại Hoa lắc đầu, Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tìm về một chút cảm giác cân bằng. Chỉ có điều, chúng ta không cần tu luyện, chỉ cần trưởng thành lên, lực lượng sẽ lại tăng lên, thần thông tự thành. Bởi vì trình độ sinh mạng của chúng ta vượt quá xa so với phụ thân. Đại Hoa nói, không chút lưu tình công kích Lăng Hàn. Dựa vào, Lăng Hàn lại hết chỗ nói rồi, sinh ra đã có trình độ sinh mạng nghiền ép chúng sinh. Cho nên chỉ cần thân thể trưởng thành, lực lượng tự thành, thần thông từ trước đến nay, hoàn toàn không cần tu luyện. Thế nào lại có chuyện tốt như vậy, không cảm thấy rất không công bằng sao? Lang Hàn biết, bản chất tu luyện chính là nâng cao trình độ sinh mạng. Nhưng người ta nếu như sinh ra trình độ sinh mạng chính là khai khiếu cảnh thậm chí sinh đan cảnh, vậy còn cần tu luyện sao? Chính là vui chơi giải trí ngủ nghỉ, vậy cũng có thể nước chảy thành sông, trở thành khai khiếu thậm chí sinh đan cảnh. Ai Thôi đi, không thể so sánh, để tránh bị tức chết. Vòng vo hồi lâu, Lăng Hàn cuối cùng lại có thu hoạch. Nhưng hắn lấy được bảo quả đều không chín, tự nhiên không tránh được lại bị Đại Hoa khinh bỉ một hồi. Sau một ngày, Lăng Hàn trở lại phòng hồ lô, bởi vì Đại Hoa nói, nhị hoa lại sắp xuất thế. Rõ ràng không có gió, sáu hồ lô lại đang không ngừng lắc lư. Cái con hồ lô màu cam kia lắc lư kịch liệt nhất. Sau khi đạt tới trình độ nhất định, vút một cái, nó thoát khỏi dây leo nặng nề rơi trên mặt đất. Nhị hoa, đại hoa kêu một tiếng, ầm, hồ lô vỡ ra, từ bên trong nhảy ra một tiểu hài tử phấn nộn mũm mĩm. Đại hoa, nàng đón nhận đại hoa, hai tiểu hài tử nhất thời ôm đờ nhau, lại là một nha đầu, Lăng hàn thở dài, bảy đứa trẻ này sẽ không phải mỗi đứa đều là nữ hài chứ. Phụ thân, sau khi nhị hoa cùng đại hoa ôm nhau đủ, thoáng cái lại nhảy vào trong lòng lăng hàn, cầu ôm một cái. Trong lòng lăng hàn thoáng động, nói, đại hoa lực lượng của ngươi đến cùng lớn tới mức nào trước đó hắn hỏi qua đại hoa có sở trường gì đặc biệt đại hoa chỉ nói khí lực lớn lúc đó lang hàn cũng không để ở trong lòng nhưng bây giờ hắn không cho là như vậy hi hi phụ thân ngươi thử một chút à đại hoa cười nói có chút xảo hoạt được lang hàn đáp ứng một tiếng một quyền của hắn chém ra hoàn toàn không có chút giữ lại nhưng cũng không có dùng bất kỳ bí thuật nào bình thường chỉ là lực lượng gần ngàn vạn cân hắn biết lực lượng của đại hoa chỉ ít là nhất cốt cho nên hoàn toàn không cần lưu lực đại hoa cười khẽ cũng vung nắm đấm nhỏ tiến lên đón đỡ hai nắm đấm nhìn lớn nhỏ hoàn toàn kém xa nhưng sau khi va chạm vào nhau lang hàn lại cảm thấy một lực lượng khổng lồ đánh tới khiến cho thân thể hắn không khỏi run lên lùi về phía sau bịch 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 hắn liền lùi lại bảy bước mới đứng vững lực lượng của đại hoa vững vàng đạt tới nhất cốt đây là toàn lực của ngươi lang hàn hỏi dĩ nhiên không phải vậy Đại Hoa nói với giọng điệu trẻ con, nàng lại giơ nắm đấm lên, lần này, có năng lượng bao màu đen bao vây ở trên đó, thậm chí còn muốn lớn hơn so với người của nàng. Lăng Hàn không khỏi chấn động kinh ngạc, tuy rằng hắn còn không biết uy lực cụ thể của đoàn năng lượng màu đen này, nhưng tuyệt đối khủng khiếp, khiến cho hắn đều dâng lên cảm giác ớn lạnh. Ai, người so với người thực sự khiến người ta tức chết. Một hai tử còn bú sữa lại có thể dẫn động năng lượng cấp độ cao, hơn nữa bất luận là về lượng hay về chất, đều hơn xa so với mình. Phụ thân, người ta cũng rất lợi hại, nhị hoa cũng vội vàng nhảy ra ngoài, ngươi là sở trường đặc biệt gì? Lăng Hàn hỏi, nhị hoa hì hì cười, nói, người ta có thể nhìn thấy cực xa, còn có thể xuyên qua vô căn cứ, nhìn thẳng đến bản chất. Thiên lý nhãn thêm thấu thị nhãn sao? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, cầm tới mấy cục đá, sau đó đặt ở phía dưới một tảng đá lớn. Nơi đó có mấy cục đá, hư, phổ thân thật xấu khi dễ người ta không biết đếm nhị Hoa thở phì phò nói một ba tám sáu năm năm viên khóe miệng lăng hàn hơi co quắp năng lực đếm của nhị Hoa thực sự quá yếu nhưng vấn đề là lại còn bị nàng nói đúng không có thiên lý sau một là ba sao sau ba là tám sao hắn lại lấy ra một trái cây giấu ở phía sau tảng đá nói phía sau tảng đá này có thứ gì trái cây nhị Hoa nhìn lăng hàn ánh mắt có chút cổ quái, so với nhìn thấy được một kẻ nhược trí cũng không khác nhau là mấy. Dựa vào, lại bị khinh bỉ, Lăng Hàn chưa từ bỏ ý định, thần thức này phóng ra ngoài cũng có thể làm được. Màu gì, phần lớn là màu xanh, có chút đỏ, nhị hoa miêu tả nói, hoàn toàn, chính xác. Trường 3779, nhìn thấu vô căn cứ. Lăng Hàn thở dài, năng lực này của nhị hoa dùng để trợ giúp, có thể nói là đặc biệt lợi hại. Nhưng vấn đề là, nhà đầu kia ở trên phương diện đếm, quả thật có chút vấn đề. Như vậy sẽ hại chết người, ví dụ như chắc là 11, nàng đếm thành 19, vậy việc vui lại lớn. Lăng Hàn thở dài, xem ra sau này ngoại trừ giáo dục những tiểu hài tử không thể bạo lực ra, còn phải dạy nhị hoa một chút về vấn đề đếm. Thời điểm nhìn thấy nhị hoa đưa mắt chuyển đến trên người mình, Lăng Hàn không khỏi dọa cho giật mình, vội vàng nói. Dừng lại dừng lại, sau này không cho phép nhìn thẳng về phía ta. Nhị hoa hì hì cười, nói phụ thân yên tâm đi, chỉ muốn người ta không chủ động làm, vậy cũng chỉ có thể thấy xa, cũng không có cách nào xuyên qua cản trở và nhìn thấu vô căn cứ. Hóa ra như vậy, Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, yên lòng. Chỉ có điều, người ta vừa nhìn thấu tảng đá, còn không có thu lại. Nhị Hoa lại nói, dựa vào, đùa giỡn người đúng không? Lăng Hàn cảm giác nhức đầu, Đại Hoa là điên cuồng bạo lực, Nhị Hoa tạm thời không phát hiện có khuynh hướng như vậy, nhưng có chút tinh quái, hoàn toàn không có một chút nào quản tốt hơn so với đại hoa trong lòng mệt mỏi quá trong lòng lăng hàn thoáng động năng lực này của nhị hoa và công năng quét hình của ngoã lý rất giống nhau có thể lợi dụng một chút hay không nhị hoa người giúp ta xem thử một chút trong thân thể ta còn có chỗ nào rèn luyện không đủ hoàn mỹ hắn hỏi tốt lắm nhị hoa nhảy dựng lên quay về phía lăng hàn nhìn lại không có tia sáng gì rõ ràng bắn ra lăng hàn lại cảm giác hình như có thứ gì đó tiến vào thân thể mình đang tra xét từng tấc từng tấc một ở đây ở đây còn có ở đây nhị oa vừa nhìn vừa nói ở trên người lăng hàn chỉ trỏ một hồi lăng hàn lấy thần thức tự điều tra ngược lại cũng không phát hiện ra vấn đề gì nhưng sau nhiều lần tỉ mỉ nghiêm túc nhìn kỹ hắn cuối cùng phát hiện ra có điểm không thích hợp a à, năng lực này của nhị oa thật châu bò lăng hàn dẫn dắt thân thể tiến hành nâng cao trình độ sinh mạng đây chẳng qua là từ trên đại cục cuối cùng không thể nào làm được tới mức tinh vi cho nên sau khi hắn tu đến một cảnh giới đỉnh phong, mới có thể không vội vàng đi đột phá, mà là đi đánh bóng cơ sở, chính là để chữa trị những chỗ rất nhỏ này. Có nhị hoa giúp đỡ, thời gian hắn đánh bóng cơ sở có thể rút ngắn vô hạn. Hắn bắt đầu chữa trị những vấn đề nhỏ, thật sự là vấn đề nhỏ, một chút thiếu sót, rất dễ dàng có thể giải quyết. Nhưng nếu như không có nhị hoa vạch ra, hắn có khả năng cả đời cũng không có cách nào tìm ra. Theo tu vi nâng cao, vấn đề nhỏ có khả năng sẽ thành vấn đề lớn nửa ngày sau, Lang Hàn đạt tới hoàn mỹ, có thể trùng kích ngũ biến. Lang Hàn lộ ra vẻ tươi cười. Lần này tuy rằng thời gian dừng lại ở tứ biến cũng không lâu, lại làm vững chắc cảnh giới đến mức vô cùng, thậm chí còn giải quyết tất cả vấn đề lưu lại từ tam biến, nhị biến, nhất biến. Nếu không đột phá cảnh giới lớn, trở lại tu luyện cảnh giới nhỏ, điều này vẫn không thành vấn đề. Chỉ là một ít khó khăn lên như vậy, có thể có nhị hoa giúp đỡ, sẽ trở nên dễ dàng như trở bàn tay nhưng vấn đề thông mạch cảnh lại không có cách nào đi chữa trị những cái này qua chính là đã qua không có một lần cơ hội nữa nhưng mà lăng hàn ở thông mạch cảnh lại tu luyện đến mức độ trăm mạch đều thông có thể nói là hoàn mỹ không sứt mẻ tay hắn lấy ra trường hồng quả bắt đầu trùng kích ngũ biến phút 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 trong thân thể hắn truyền đến những tiếng động dễ vỡ hình như xé rách thứ gì đó xương cơ bắp gân da đều không phải đây là gông cùm xiềng xích của thân thể hắn ngăn cản thân thể hắn đạt được tầng thứ cao hơn. Trong lòng Lăng Hàn có hiểu ra, trong thân thể đại hoa các nàng hẳn không có loại gông cùng xiềng xích này tồn tại. Cho nên chỉ cần thân thể các nàng trưởng thành, thực lực tự nhiên sẽ lại tăng lên, không có cái gọi là bình cảnh vừa nói. Đây là trời sinh tài trí hơn người, Lăng Hàn thu hồi tư tưởng, hắn sẽ không đi đố kỵ, chỉ theo đuổi bản thân cường đại. Phút 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 phút, từng gông cùng xiềng xích bị xé ra, khiến cho Lăng Hàn cảm giác đau đớn, lại có một loại thoải mái không diễn tả được. Đây là điều thông mạch cảnh không thể nghiệm được, cho nên nghiêm khắc mà nói, thông mạch cảnh vẫn không gọi được là nâng cao trình độ sinh mạng, cho nên thọ nguyên cũng không có gì thay đổi. Mãi đến khi bước vào hoán huyết cảnh, trình độ sinh mạng mới xuất hiện nâng cao nhanh chóng và mãnh liệt. Ở cảnh giới nâng cao đồng thời, thọ nguyên cũng đang gia tăng. Cảm giác được một hồi suy yếu, lang hàn ăn vào trường hồng quả thứ hai, tiếp tục tiến hành trình độ sinh mệnh của hắn bay vọt. Hắn ngồi xếp bằng như đá, nhưng âm thanh gông cùng xiềng xích xé rách lại là vang dội vô cùng, giống như tiếng sấm. A, à, phụ thân mặc dù là một người phàm tục, khởi điểm cực thấp, nhưng động tĩnh đột phá này thật đúng là lớn. Đại Hoa kinh ngạc nói, nếu không, làm sao có thể làm phụ thân của chúng ta? Nhị Hoa tràn ngập trí tuệ nói, thật là muốn bảo phụ thân ôm một cái, trong năm quả hồ lô còn lại, cũng truyền lực ra sóng thần thức. Không nên làm ẩm ý ảnh hưởng tới phụ thân, Đại Hoa lớn tiếng nói, lấy ra quyền uy lão đại, rõ ràng là là ngươi lớn tiếng ồn ào, lúc này mới ẩm ý ảnh hưởng tới phụ thân. Những đứa trẻ hồ lô khác không phục, không phục lại tới tranh luận đi, bảy đứa trẻ hồ lô bắt đầu tranh cãi kịch liệt, loạn cả một đám. Thật may, Lăng Hàn hoàn toàn chìm đắm ở trong thế giới của mình. Hiện tại đừng nói bên ngoài chỉ là có mấy người đang tranh cãi. Chính là động đất hắn cũng sẽ không có phản ứng gì. Phút phút phút, hắn rơi vào cảnh đẹp, trong cơ thể càng lúc càng nhiều gông cùng xiềng xích bị đánh phá, bị nát bấy. Khiến cho trình độ sinh mạng của hắn tiến bước về phía càng cao hơn. Sau gần nửa ngày, lần đột phá này cuối cùng tuyên bố kết thúc. Lăng Hàn thở hắt ra một hơi, hắn chỉ cảm thấy toàn thân ướt đẫm, trên da có vật chất màu đen, ngửi lên vô cùng tanh hôi. Đây là do trình độ sinh mạng xuất hiện bay vọt, trong cơ thể tống ra tạp chất. A, à, yêu, đại hoa và nhị hoa đều che mũi, trốn tránh tới phía xa. Phụ thân, người thật thối." Hai hài tử đồng thời ghét bỏ nói.